Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 58. Đám người cùng nhau hướng về đạo thanh âm còng xuống kia nhìn lại, đó là một lão già đã có chút còng xuống, nhưng trên người phát ra khí thế vô cùng đáng sợ. Túy lão quỷ, ngươi! Bác lão kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh còng xuống kia, người tới không phải ai khác, chính là Túy ông. Ta cái gì ta, cứ như không bằng heo chó, ngươi có thể khoan nhượng hắn. Tu sĩ chúng ta cho dù chết cũng không thể bị ức hiếp. Khụ khụ, Túy ông nhe răng trợn mắt nói, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Bởi vì quá khích động, trong miệng hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Túy ông sớm đã làm bị thương, mặc dù có hề lão xuất thủ cứu giúp cũng chỉ là giúp hắn giữ một hơi, bằng không mà nói, Túy ông đã sớm chết. Gia Cát lão đầu, không nên tức giận. Hề lão vội vàng đứng dậy. Hề lão quái, ta đã là người một chân bước vào trong đất, còn có cái gì không thể tức giận. Túy ông sát khí nặng nề nói. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tư Không Vũ nơi xa một cái, con người băng lãnh không có mảy may tình cảm, lại nói, bác lão quỷ, cứ như vậy, ngươi còn coi hắn là huynh đệ. Ta nếu là ngươi, hắn giết con trai của ta như thế nào, ta liền như thế giết hắn. Về phần những người chiến thần điện kia, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, Túy ông lung la lung lay đi đến ghế đá ngồi xuống, tựa như đứng đấy đều có chút gian nan. Bác lão nghe vậy, khí thế trên người rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn sở dĩ áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng chính là sợ bản thân xúc động cùng Tử Vô Danh giao thủ, sau đó người chiến thần điện thừa cơ giết tới. Nhìn thấy Túy ông bộ dáng kiên quyết, bác lão cũng biết rõ bản thân không cần lo lắng an nguy ly hỏa đế đô. Bác thần tử, năm đó ngươi hết thảy đều là ta dạy ngươi, hiện tại ta liền từng cái thu hồi lại. Bác lão bỗng nhiên nâng lên thâm thúy con ngươi nhìn về phía không trung. Vừa dứt lời, bác lão cũng đã biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ở chân trời, ai cũng không ngờ tới bác lão vậy mà cường đại như thế. Bác thần tử là tên thật Tử Vô Danh, hắn cùng với bác lão là đường huynh đệ, hai người đều là người cổ tộc bác thần gia tộc, cũng là thiên tài hồn văn bác thần gia tộc, tương lai người thừa kế gia chủ. Hai người thiên phú hồn văn đều rất cường đại, nhưng Tử Vô Danh so với bác lão còn nhỏ hơn mấy tuổi, trên tạo nghệ hồn văn tự nhiên không bằng bác lão gần 18 tuổi liền đã trở thành hồn điêu sư cấp tông sư. Tử Vô Danh được bác lão chỉ điểm không ít, bác lão cho tới bây giờ không có keo kiệt, hắn lòng dạ rộng rãi, làm không ít trưởng bối bác thần gia tộc đều kính phục. Nhưng mà Tử Vô Danh lại hoàn toàn tương phản, hắn lòng dạ nhỏ mọn, không nhìn nổi bất luận kẻ nào mạnh hơn hắn, lúc bác lão 26 tuổi. Hắn rốt cục trở thành hồn điêu sư cấp truyền kỳ. 26 tuổi hồn điêu sư cấp truyền kỳ, tại bác thần gia tộc, đây chính là minh châu cực kỳ lóa mắt, cho dù bác thần gia tộc lão tổ cũng không gì hơn cái này. Gia chủ bác thần gia tộc cũng bởi vậy đem bác lão định làm người thừa kế gia chủ duy nhất, cũng chính là lúc đó, Tử Vô Danh đối với bác lão động sát tâm. Bác lão tấn thăng thành hồn điêu sư cấp truyền kỳ. Có tư cách mượn đọc bác thần gia tộc trấn tộc chi bảo vạn linh đồ 3 ngày, tất cả bước ngoặt cũng chính là phát sinh vào lúc đó. Tử Vô Danh đang nghĩ, vạn linh đồ xem như hồn văn đồ cấp thủy tổ, trấn tộc chi bảo của bác thần gia tộc, nếu như mất trong tay bác lão sẽ như thế nào đây? Một ngày ban đêm, Tử Vô Danh lặng lẽ tìm tới bác lão, muốn mượn vạn linh đồ nhìn một chút, lúc ấy bác lão nào sẽ nghĩ đến Tử Vô Danh âm hiểm như thế? Dù sao chỉ là nhìn một chút mà thôi, huống chi vẫn phải nể mặt nhìn, bác lão tự nhiên không có bao nhiêu lo lắng, vô luận thực lực hay là hồn điêu tạo nghệ, bác lão đều mạnh mẽ hơn Tử Vô Danh quá nhiều. Đáng tiếc, bác lão không nghĩ tới Tử Vô Danh vậy mà sẽ dùng độc, lặng lẽ thuốc bác lão hôn mê, Tử Vô Danh liền mang vạn linh đồ chạy trốn. Sự tình sau khi phát sinh, Tử Vô Danh cũng bối rối, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chuẩn bị trực tiếp phế bác lão, bất quá lúc này lại không nghĩ rằng có người tìm đến bác lão. Tử Vô Danh kinh hoàng, chỗ nào còn dám giết bác lão, vội vàng mang theo vạn linh đồ chạy trốn. Hắn mặc dù không có giết chết bác lão, nhưng bác lão lại bởi vì hắn bị gia tộc kém chút phế tu vi, cuối cùng là được mấy vị trưởng lão liên danh đảm bảo, mới chỉ đem bác lão trục xuất gia tộc. Bất quá bác thần gia tộc lại hứa hẹn. Chỉ cần ngày nào bác lão tìm ra vạn linh đồ liền có thể trở về gia tộc. Bác lão đối với trách phạt tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận,
vạn linh đồ trong tay hắn mất đi, tự nhiên hẳn là hắn tìm trở về. Hắn sau khi rời khỏi Bắc Thần gia tộc vẫn tìm kiếm Tử Vô Danh, truy tra thời gian tầm 10 năm có đến vài lần kém chút bắt được Tử Vô Danh. Bất quá Tử Vô Danh cũng xác thực may mắn, nhiều lần từ trong tay Bắc lão đào thoát, về sau Tử Vô Danh thấy phiền, liền muốn lặp lại chiêu cũ. Người bình thường mà nói, một dạng sai lầm là sẽ không phạm hai lần, nhưng Bắc lão chỉ muốn đoạt lại vạn linh đồ, vậy mà lại một lần vừa ngã vào thủ hạ Tử Vô Danh. Tử Vô Danh phế kinh mạch và hồn hải Bắc lão, tra tấn hồi lâu sau chuẩn bị giết hắn. Thật không nghĩ đến, lúc này lại có một người đi ra, người kia dĩ nhiên chính là Túy Ông. Tử Vô Danh trên tay Túy Ông ăn một cái thiệt thòi lớn, nhìn thấy Bắc lão đã bị phế, giết cùng không giết đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tử Vô Danh lúc này mới rời đi. Lúc ấy Bắc lão bị phế tu vi gần như mất hết can đảm, chỉ muốn Túy Ông cho hắn một cái chết thống khoái. Sau đó Túy Ông lại phong ấn tu vi hắn, về sau nghĩ rất nhiều biện pháp mới đem Bắc lão chữa cho khỏi. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Túy Ông bị thương, Bắc lão tại sao không đành lòng giết Túy Ông, năm đó nếu như không có Túy Ông, Bắc lão đã sớm chết. Bắc lão cùng Tử Vô Danh ở giữa phát sinh sự tình mấy trăm năm thời gian, sau khi khôi phục tu vi, Bắc lão cũng chưa từng nghĩ tới báo thù, cũng quên cừu hận với Tử Vô Danh. 200 năm trước đó Bắc lão cũng tại Ly Hỏa Đế Đô lấy vợ sinh con, đừng nhìn Bắc lão hiện tại già như vậy, năm đó Bắc lão là hăng hái hoa. Bởi vì vợ chồng nhi tử hắn Bắc Thần Vân Thanh chết, Bắc lão một đêm bạc đầu, lúc hắn chạy tới, Bắc Thần Phong cũng hấp hối, lục phủ ngũ tạng gần như phá toái. Bắc lão cùng Túy Ông hai người dùng hết thủ đoạn mới đem Bắc Thần Phong bên trong phong linh dịch để cứu hắn sống lại, cho nên đừng nhìn Bắc Thần Phong hiện tại nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi. Kỳ thật hắn đã là một lão quái vật gần 200 tuổi. Những sự tình này không có ai hoàn toàn rõ ràng, Bắc lão cùng Túy Ông xem như biết rõ nhiều nhất. Bắc lão cũng hoài nghi là Tử Vô Danh làm, chẳng qua lúc đó lại không thể nào tra được, bởi vì Tử Vô Danh cũng cải danh tự, đơn lấy một chữ tử, kêu Vô Danh, triệt để cắt quan hệ cùng Bắc Thần gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân Bắc Thần Phong tại sao từng nghe Bắc lão nói qua Tử Vô Danh. Nếu như Bắc Thần Phong biết rõ Tử Vô Danh là cửu nhân giết cha, đoán chừng cũng sẽ không giống trước đó, bình tĩnh như vậy. Ha ha, Bắc Thần Thiên Nam, người rốt cục tức giận, đáng tiếc, ta cũng không còn là ta mấy trăm năm trước, trước kia ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng không bằng hiện tại. Tử Vô Danh càn rỡ cười to. Sau đó đưa tay vung lên, huyết sắc hồn giới rung động, huyết sắc quang mang gào thét mà ra, xông thẳng tới Bắc lão. Oanh long long, hư không rung động không thôi, đường vân huyết sắc đầy trời tại hư không lưu động, đem Bắc lão vây quanh tại trung ương, đường vân huyết sắc bắn ra từng đạo đao quang kiếm ảnh đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Thân hình Bắc lão không ngừng né tránh, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, thực lực Tử Vô Danh hiển nhiên cường đại làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Khặc khặc, Bắc Thần Thiên Nam, người đều không có xuất liên tục năng lực hồn giới à? Chỉ ngươi dạng này còn có thể xưng là thiên tài. Vẫn là ta có dự kiến trước, vạn linh đồ trên tay của ta mới không lãng phí. Trong mắt Tử Vô Danh tràn ngập khinh thường. Nguyên bản hắn còn ôm một tia hy vọng, nhưng hiện tại hắn đối với Bắc lão không dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Tư Không Vũ, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, ngươi còn lo lắng cái gì? Tử Vô Danh lại kêu to nói. Mặc dù hắn khinh thường Bắc lão, nhưng cũng muốn cho chiến thần điện thêm ra một phần khí lực. Diệt, phất tay, Tử Vô Danh đưa tay một chưởng đánh về phía Bắc lão, bên trong luồng ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện một chưởng cương rộng lớn, bá khí phi phàm. Một chưởng kia của Tử Vô Danh nhìn qua rõ ràng chỉ là một chưởng đơn giản, nhưng ở bên trong luồng ánh sáng màu đỏ lại phóng đại lên. Chết, một tiếng quát như sấm truyền ra, ngay sau đó một đạo bạch sắc thân ảnh lóe qua. Trong nháy mắt liền xuyên qua huyết sắc hồn giới, xuất hiện ở bên người Tử Vô Danh, trừ Bắc lão còn có thể là ai. Trong mắt hắn, hồn giới đơn giản như là không có gì, hắn đưa tay vung lên, một đạo kim sắc trưởng cương nghịch thiên mà lên, xông thẳng tới Tử Vô Danh. Làm sao có thể, trên mặt Tử Vô Danh cứng đờ, thần sắc rốt cục có một tia biến hóa, tốc độ Bắc lão xuyên thấu huyết sắc hồn giới làm hắn hãi hùng khiếp vía một trận. Vội vàng. Tử Vô Danh đột nhiên lấy ra một bức tranh ngăn khuất trước người, rất nhiều người cổ quái nhìn Tử Vô Danh, Bắc lão dù sao cũng là chiến thánh cảnh, người vậy mà dùng một bức tranh ngăn cản.
Đừng nói chiến thánh cảnh, chính là tiểu hài mấy tuổi cũng có thể một chỉ xuyên phá a. Nhưng mà một màn tiếp theo lại hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan cùng thế giới quan tất cả mọi người, chỉ thấy bên trong bức tranh đó bay ra lít nha lít nhít quang ảnh, đánh phá kim sắc trưởng cương về phía bác lão. Đó là sinh linh gì, ta làm sao chưa thấy qua? Cái kia một đầu ta biết, tựa như là một đầu chân long, khí tức sinh linh khác cũng không yếu hơn chân long, những thứ này sẽ không đều là thần thú trong truyền thuyết chứ. Chân long còn cần ngươi nói, ai mà không biết. Bất quá bức họa kia thật đúng là thần kỳ, vậy mà có nhiều sinh linh như vậy, hơn nữa ta cảm giác cùng chiến hồn có chút tương tự. Chiến hồn, làm sao có thể, một người làm sao cầm giữ có nhiều thần cấp chiến hồn như vậy? Đám người tất cả đều mắt trợn tròn, thật sự là những sinh linh kia mang cho người ta đánh vào thị giác quá lớn, phá vỡ bọn hắn nhận biết, liền xem như hồn binh, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua hồn binh cổ quái như vậy. Vạn linh đồ Bắc thần gia tộc. Nơi xa, Tư Không Vũ chuẩn bị phóng về Ly Hỏa Đế Đô quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ tham lam nồng đậm. Tử vô danh thực lực có thể không mạnh, chỉ là chiến thánh hậu kỳ mà thôi, bất quá thiên phú hồn văn không đơn giản. Nghĩ vậy, Tư Không Vũ vẫn lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm đánh chủ ý tử vô danh, việc cấp bách là đem Tiêu Phàm bước đi ra. Chỉ cần bắt được người cùng Tiêu Phàm có quan hệ, đến thời điểm đó còn sợ Tiêu Phàm không thúc thủ chịu trói. Sở dĩ tìm tử vô danh đến cũng là bởi vì Tư Không Vũ trên tay bác lão chiếm được chỗ tốt, hơn nữa bác lão còn am hiểu hồn văn, thời gian nửa tháng, người chiến thần điện không có một ai xông vào. Giết, thu liếm tâm thần, Tư Không Vũ dẫn đầu xông vào, tin tức Tiêu Phàm hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Phàm là người cùng Tiêu Phàm có quan hệ, hắn đều không giết chết, nhưng những người đại ly đế triều khác hắn cũng không dự định buông tha. Giết, theo Tư Không Vũ gầm lên một tiếng. Tu sĩ chiến thần điện lập tức hô tiếng hô, giết, rung trời, những người này tu vi yếu nhất đều là chiến đế cảnh. Kỳ thật phần lớn đều là người chiến hồn điện, dù sao muốn gia nhập chiến thần điện, yếu nhất đều là chiến đế đỉnh phong. Lấy thân phận Tư Không Vũ, người hắn cùng Diệp Thệ Thủy muốn, Diệp Thệ Thủy căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, dù sao chiến hồn điện là lệ thuộc trực tiếp chiến thần điện. Ngược lại là Lăng Thừa Đạo bọn hắn có lẽ còn có tư cách cự tuyệt. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám cự tuyệt chiến thần điện tứ trưởng lão. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh giống như tiếng sấm vang lên bên tai đám người, chỉ thấy túy ông lung lay sắp đổ đột nhiên đứng dậy, dù là hắn đã gần đất xa trời, cũng không ai dám khinh thường hắn. Gia Cát lão quỷ, Hề lão trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, ta đây thân thể mặc dù chết một nửa, nhưng đối phó châu chấu vẫn là không có vấn đề. Túy ông lạnh lùng nhìn không trung, con người băng lãnh thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, khí thế nhanh chóng leo lên. Trên đời này, có thể đem Tư Không Vũ xưng là châu chấu không nhiều, cũng chỉ có Túy ông mới không thèm để ý như thế, dù là hắn đã bị trọng thương. Hề lão hai mắt đục ngầu đỏ bừng vô cùng, hắn muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn đối với trạng thái Túy ông giờ phút này rất rõ ràng, cho dù không xuất thủ, hắn cũng sống không bao lâu. Vấn đề Túy ông đã không phải thương thế mà là tinh khí thần đã trôi qua không sai biệt lắm, trừ phi dược thần lâm thế, bằng không không thể cứu được hắn. Hắn hiện tại trạng thái thập phần huyền diệu, nên chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, ngăn cản hắn còn không bằng để hắn ra sức đánh cược một lần. Bởi vì nơi này cũng chỉ có Túy ông là đối thủ Tư Không Vũ, những người khác là không có khả năng chiến đấu với Tư Không Vũ. Hề lão quái, nếu như ta chết. Nhớ kỹ nói cho đồ nhi ta biết, hàng năm cho ta chút rượu ngon trước mộ phần. Túy ông mỉm cười, thân thể chậm rãi hướng về không trung đạp đi. Hắn lăng không dạo bước, nhìn như rất chậm nhưng mà một bước lại xuất hiện ở chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, một chỉ bắn ra, đạo huyết sắc quang mạc khẽ run lên, sau đó xuất hiện một đạo quang môn, hắn một bước đi ra ngoài. Nơi xa tử vô danh thấy cảnh này, sắc mặt khó coi. Bác lão rất dễ dàng vượt qua cũng liền thôi, những người khác làm sao có thể tùy tiện vượt qua đây. Nếu như tử vô danh nhận ra Túy ông chính là người năm đó cứu bác lão, đoán chừng liền sẽ không kinh ngạc như thế. Tư Không Vũ, chiến thần điện ngươi thật đúng là càng ngày càng vô sỉ. Túy ông lách mình ngăn lại đường đi Tư Không Vũ, thân thể hắn còng lưng, thân thể đều hơi hơi rung động, bất quá chiến ý cùng sát khí cũng đang không ngừng tăng lên. Lão bất tử. Có tổ chức sát thủ các ngươi vô liêm sỉ như vậy,
cũng may điện chủ đại nhân anh minh, để các ngươi chó cắn chó, sau đó nhất cử diệt Diêm La Phủ. Tư Không Vũ cười lạnh nói. Diêm La Phủ hủy diệt, túy ông mị mị hai mắt, mặc dù hắn cũng muốn hủy diệt Diêm La Phủ, nhưng lại không muốn bị chiến thần điện tiêu diệt. Thân làm lâu chủ huyết lâu, hắn có kiêu ngạo bản thân, thù của tổ chức sát thủ, hắn thấy chỉ là sự tình nội bộ tổ chức sát thủ, không liên quan đến chiến thần điện. Người đều một cước đã bước vào trong đất, còn quản nhiều như vậy làm gì? Diêm La thiên tử lão kia không giết chết ngươi, thật đúng là phế vật, vừa vặn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tư Không Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Thân làm chiến thần điện tứ trưởng lão, hắn tự nhiên nhận biết túy ông, bất quá nhìn thấy thân thể túy ông run run rẩy rẩy, hắn đã không còn đem túy ông để ở trong mắt. Chỉ cần là chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào, đây chính là chỗ Tư Không Vũ hắn tự tin. Vậy liền thử xem đi, có lẽ chúng ta có thể hoàng tuyền lộ cùng một chỗ làm bạn. Túy ông cười nhạt một tiếng, hắn đã coi nhẹ tất cả, bao quát sinh tử. Tư Không Vũ nghe vậy, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, ai bảo hắn muốn theo ngươi cùng một chỗ làm bạn. Lão đồ vật, chết đi cho ta. Tư Không Vũ phẫn nộ gào thét một tiếng, như là phong lang nhào về phía túy ông. Nhìn thấy Tư Không Vũ đánh tới, trên mặt túy ông hiện lên ý cười, thân thể bất phi sở động, mắt thấy Tư Không Vũ tới gần, túy ông đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên. Hắn động tác nhìn qua rất chậm nhưng nhanh đến cực hạn. Đạt tới cảnh giới như vậy đã không cần cố ý thi triển chiến kỹ, mỗi một động tác đều là chiến kỹ áp xúc tinh hoa. Oanh, hồn lực đáng sợ, trưởng cương Tư Không Vũ cùng túy ông tại hư không đâm vào cùng một chỗ, một đạo trùm sáng từ giữa trưởng cương hai người bắn ra, hư không đều bị cỗ lực lượng này cắt ra. À, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít tu sĩ chiến thần điện cùng chiến hồn điện cách nhau khá gần đều bị trùm sáng cắt nát, căn bản không có chỗ chống phản kháng. Lão đồ vật, người đáng chết, Tư Không Vũ phẫn nộ, hắn chỉ muốn giết túy ông, lại quên nơi này còn có không ít tu sĩ chiến hồn điện cùng chiến thần điện. Lấy thực lực bọn hắn, cho dù là dư ba cũng đủ đánh giết tu sĩ chiến đế cảnh, ngược lại là người đại ly đế triều bị huyết sắc hồn giới bảo vệ, không có ai bị thương. Ta sắp chết, bất quá ta lại sợ tịch mịch, muốn kéo ngươi xuống dưới làm bạn. Túy ông thập phần đạm nhiên. Miệng lưỡi bậc này đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tâm hắn tựa như một cái giếng cổ, hiện không dậy nổi bất luận gợn sóng, sinh tử cũng sớm đã coi nhẹ, đánh với Tư Không Vũ một trận, hắn đã ôm ý nghĩ đồng quy vô tận. Hắn rất rõ ràng, thân thể bản thân đã kiên trì không bao lâu, cùng yên lặng chết đi, còn không bằng bản thân nở rộ quang hoa cuối cùng. Một trận chiến này hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như có thể giải quyết hết Tư Không Vũ đó là tốt nhất, giải quyết không được, vậy cũng không còn cách nào. Nếu như là thời kỳ tột cùng, túy ông nào sẽ đem Tư Không Vũ để ở trong mắt, nhưng hiện tại, hắn cũng không thể không đối xử chu đáo, Tư Không Vũ không chết, Ly Hỏa Đế Đô liền thật phiền phức. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, lão đổ vật, ta đều giết chết ngươi. Tư Không Vũ cười lạnh nói. Hắn thấy. Chỉ cần túy ông vừa chết, Ly Hỏa Đế Đô liền không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như có thể, Tư Không Vũ là sẽ không giết chết túy ông, bởi vì bắt sống túy ông khẳng định có thể khiến Tiêu Phàm đi vào khuôn khổ, lấy hắn đối với Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm là một người trọng tình trọng nghĩa. Mặt khác, Tử Vô Danh mặc dù không phải đối thủ Bắc Lão, nhưng hiện tại ỷ vào Vạn Linh Đồ cũng có thể kiên trì, thời gian ngắn không phân ra cao thấp. Nghĩ vậy. Trong lòng Tư Không Vũ đại định, chỉ cần có thể bắt lấy những người này dùng để uy hiếp Tiêu Phàm, đến thời điểm Tiêu Phàm nhất định sẽ hiện thân, hắn cũng liền có thể tìm về hư không cổ kính, thậm chí bắt sống Tiêu Phàm. Lần trước tại Tu La Bí Cảnh bị đùa nghịch một lần, lần này nhất định muốn tìm về thể diện, để Tiêu Phàm chịu thống khổ và hối hận khi thấy bằng hữu mình tử vong. Bọn hắn còn không biết rõ, Tiêu Phàm ngay ngoài mấy chục dặm lạnh lùng nhìn bọn hắn. Sư thúc. Gia gia của ta, Gia Cát gia gia cùng bọn hắn đánh nhau rồi. Sắc mặt Bắc Thần Phong khó xử nói. Không cần Bắc Thần Phong nói, Tiêu Phàm từ lâu nhìn thấy, thậm chí hắn đã nhìn ra tình trạng cơ thể túy ông, nếu như chiến đấu tiếp, tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Giờ phút này sinh cơ bên trong cơ thể túy ông còn thừa không có mấy, chỉ là dựa vào nghị lực duy trì, so sánh với lô chiến lúc trước cũng chẳng tốt đẹp gì.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, Túy Ông đến cùng tiếp nhận công kích Diêm La Phủ như thế nào mới có thể biến thành dạng này. Cho dù là hắn bây giờ đã đột phá đến cửu phẩm luyện dược sư, hắn cũng cảm thấy bản thân không có bất kỳ cái gì nắm chắc chữa trị cho Túy Ông. Nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng hậu quả. Vô luận như thế nào, lão sư không thể chết. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, bỗng nhiên như tiễn rời dây cung xông ra, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Hắn hiện tại không ngừng lo lắng an nguy Túy Ông, cũng lo lắng an nguy bằng hữu hắn. Phải biết, bác lão cùng Túy Ông hai người bị kéo, nhưng chiến thần điện đến nơi này không chỉ có hai người Tư Không Vũ và Tử Vô Danh, còn có hàng trăm cường giả chiến đế. Bọn hắn đã phóng tới Ly Hỏa Đế Đô, nếu như không ngăn cản bọn hắn, đối với Ly Hỏa Đế Đô mà nói, đây cơ hồ là tai nạn mang tính hủy diệt. Sư thúc, chờ ta, Bắc Thần Phong quát to một tiếng, cùng Tiểu Kim cũng vội vàng cùng đi lên. Bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô, vị trí chiến trường Bắc Lão cùng Túy Ông hai người thập phần kịch liệt, Bắc Lão cùng Tử Vô Danh đánh khó phân thắng bại, mà Túy Ông lại một mực đè lên Tư Không Vũ. Tư Không Vũ phẫn nộ tới cực điểm, thực lực Túy Ông hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, hắn không nghĩ tới một kẻ sắp chết vẫn mạnh như vậy, vậy hắn thời kỳ tột cùng lại cường đại như thế nào? Chủ yếu nhất là, Túy Ông cường đại như thế vậy mà kề bên tử vong, Diêm La Thiên Tử trọng thương hắn lại khủng bố biết bao. Khó trách Diêm La Thiên Tử có thể từ trong tay điện chủ đào thoát, xem ra vẫn là xem thường bọn hắn, đoán chừng điện chủ cũng đã sớm dự kiến đến một ngày này, cho nên mới có thể không kịp chờ đợi xuất thủ. Tư Không Vũ thầm nghĩ. Cùng Túy Ông lại là một trưởng đối kích, trong miệng Tư Không Vũ thốt ra một ngụm máu tươi, thân thể Túy Ông cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Lão già hiện tại càng ngày càng yếu, muốn giết bản tọa, ngươi còn không có năng lực này, qua một lúc ta nhất định lột da ngươi, hủy xương ngươi. Tư Không Vũ cười gằn nói, lau đi máu tươi khóe miệng. Vừa dứt lời, hắn lần nữa đập ra. Thực lực Túy Ông rõ ràng càng ngày càng yếu, căn bản kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó đừng nói giết chết hắn, bắt sống cũng không có bao nhiêu vấn đề. Tư Không Vũ, người muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Nghe nói như thế, thân hình Tư Không Vũ bỗng run rẩy, bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại, ý cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lại. Ngay sau đó lại lộ ra nụ cười, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, run giọng nói, tàng kiếm, ngươi không chết. Cách đó không xa xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong đó một người chính là Tư Không Tàng Kiếm, chỉ là hắn giờ phút này bị Tiêu Phàm xách như con gà trong tay, căn bản không có bất kỳ đường phản kháng. Xem ra ngươi là ước gì hắn chết. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lập tức ngưng tụ, vô cùng băng lãnh, bảo tất cả mọi người dừng tay, ngươi muốn đoạn tử tuyệt tôn không? Ngươi dám, Tư Không Vũ gầm thét một tiếng, uy áp linh hồn đáng sợ lao thẳng tới Tiêu Phàm. Phàm nhi cẩn thận, Túy Ông quát to một tiếng, lách mình trước người Tiêu Phàm, linh hồn tốc độ công kích không phải nhanh bình thường, trong nháy mắt xông vào trong đầu Tiêu Phàm. Tư Không Vũ, ngươi tự tìm cái chết, Túy Ông giận dữ, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh sơ kỳ, làm sao có thể chịu đựng linh hồn công kích của chiến thánh đỉnh phong đây. Lão sư, nơi này giao cho ta. Không cần thiết vì một người chết tức giận. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên. Phàm nhi, ngươi. Túy Ông kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà bình yên vô sự. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm có lẽ còn dè chừng Tư Không Vũ, nhưng hiện tại cường độ linh hồn Tiêu Phàm không kém Tư Không Vũ, linh hồn công kích thật đúng là không làm gì được hắn. Đương nhiên, cường độ linh hồn Tiêu Phàm mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thi triển linh hồn công kích đối với người khác. Dù sao, linh hồn công kích quá mức hung hiểm, không có 10 phần nắm chắc hắn là sẽ không thi triển. Nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, sắc mặt Tư Không Vũ cũng không dễ nhìn, hắn cảm giác Tiêu Phàm cùng trước đó có chút khác biệt, về phần bất đồng nơi nào, hắn lại nói không ra. Tiêu Phàm dẫn theo Tư Không Tàng Kiếm đi đến bên người Túy Ông, một tay khoác lên trên bờ vai Túy Ông. Điều động lực lượng bạch thạch nhanh chóng đưa vào thể nội Túy Ông. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên thần sắc Tiêu Phàm cứng đờ, hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng bạch thạch vậy mà đều không cách nào chữa cho thương thế Túy Ông, tối đa cũng liền có thể tạm thời ổn định tính mạng hắn. Lão sư, ngươi không thể động thủ.
Tiêu Phàm hít sâu một cái, hai mắt có chút đỏ lên. Hắn lúc này mới phát hiện, dù bản thân trở thành cửu phẩm luyện dược sư cũng không trị được bệnh lão sư. Sinh cơ túy ông hoàn toàn không có, cơ hồ đã là một cái xác chết di động, lực lượng bạch thạch tuy mạnh nhưng không thể khởi tử hồi sinh. Phàm nhi, không cần lãng phí khí lực, sự tình ta bản thân ta biết rõ, sống hơn mấy trăm năm, vi sư cũng thấy đủ, huống chi còn thu ngươi làm đồ nhi. Túy ông hòa ái cười một tiếng, ngăn cản Tiêu Phàm tiếp tục đưa năng lượng bạch thạch vào. Như hắn trước đó nói, trừ phi dược thần tại thế, bằng không không có người nào có thể cứu được hắn. Không, lão sư sẽ không chết, vô luận như thế nào ta sẽ đem lão sư chữa khỏi. Trong mắt Tiêu Phàm hơi nước bốc lên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Trọng sinh chiến hồn đại lục, có rất ít người coi hắn là thân nhân đối đãi, Túy ông là một người trong đó, từ khi biết Túy ông trở đi, không biết giúp hắn bao nhiêu chuyện. Nếu như không phải Túy ông, Tiêu Phàm có lẽ cũng sớm đã chết, trong đáy lòng Tiêu Phàm vô cùng tôn kính và kính yêu Túy ông, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Đứa ngốc, vi sư còn có thể thấy được ngươi, chết không tiếc. Túy ông sang sảng cười nói, tựa như tử vong chỉ là kết cục, nhìn thấy thập phần bình thản. Nguyên bản hắn tại mấy tháng trước thiếu chút nữa chết, là hề lão nghĩ trăm phương ngàn kế kéo lại mạng hắn, nhưng vừa mới động thủ đã tiêu tốn sinh cơ cuối cùng. Lão già, dành con, đừng tại đây giả bộ đáng thương, biểu diễn sư đồ tình thâm không có tác dụng, các ngươi đều phải chết. Thanh âm băng lãnh của Tư Không Vũ đột nhiên vang lên. Tiêu Phàm cùng Túy ông sư đồ hai người thẳng thắn mà nói, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, đã làm hắn động chân nộ. Hắn dù sao cũng là chiến thần điện tứ trưởng lão, lại bị người xem thường. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng khẳng định ngươi chết trước ta. Ánh mắt Tiêu Phàm như đao, lạnh lùng quét về phía Tư Không Vũ, tay bấm cổ Tư Không Tàng kiếm lần nữa dùng sức. A tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, kèm theo thanh âm xương vỡ vụn, sắc mặt Tư Không Tàng kiếm đã có chút vặn vẹo. Ngươi nếu dám giết con ta, bản tọa nhất định diệt Đại Ly đế triều chó gà không tha. Tư Không Vũ phẫn nộ gào thét. Hắn chỉ có một nhi tử, làm sao có thể trơ mắt nhìn Tư Không Tàng kiếm chết, trước đó nhìn thấy Tư Không Tàng kiếm, trong lòng hắn kích động không thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tư Không Tàng kiếm đã sớm chết, không nghĩ tới lại còn sống sót, nói cái gì hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Phàm lần nữa giết Tư Không Tàng kiếm. Cách đó không xa, Lạc Vũ Lạc nhìn thấy Tư Không Tàng kiếm còn sống, trong lòng chợt run lên. Trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Sau đó, tu sĩ bốn phía đều đứng sừng sững không nhúc nhích, hắn nếu chạy trốn, kẻ thứ nhất chết chính là hắn, bởi vì lần trước bởi vì hắn không cứu, Tư Không Tàng kiếm mới rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Lạc Vũ Lạc hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Phàm cùng Tư Không Tàng kiếm không để ý tới hắn, kể từ đó, liền sẽ không bại lộ sự tình lúc đầu, Tư Không Vũ cũng sẽ không giết hắn. Ta không dám. Trên đời này còn không có địch nhân ta không dám giết. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hung ác, một chỉ bắn ra, một cánh tay Tư Không Tàng kiếm đột nhiên nổ tung. Ttt đám người hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm thật đúng là không phải tàn nhẫn bình thường, dám ngay trước mặt Tư Không Vũ chém dụng một cánh tay của con trai hắn, cái này cần bao nhiêu dũng khí. Dừng tay, Tư Không Vũ gầm thét, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hận không thể lập tức xông lên đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Tư Không Tàng kiếm lớn như vậy, phụ thân hắn đều chưa bao giờ đánh mắng qua hắn, bây giờ lại bị một ngoại nhân tra tấn, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Ngươi dừng tay cho ta, Tiêu Phàm không chút do dự trở về, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, lạnh giọng nói, Đại Ly đế triều tổn thương một ai, ta liền từ trên người Tư Không Tàng kiếm cắt một miếng thịt. Sắc mặt Tư Không Vũ vô cùng băng lãnh, hắn cho tới bây giờ không có tức giận qua như thế. Nhất là bị một tên tiểu bối uy hiếp cùng cản trở, đây là sự tình chưa bao giờ có. Phốc, một tiếng vang giòn, hồn lực Tiêu Phàm ngưng tụ thành tiểu đao, cắt trên người Tư Không Tàng kiếm một miếng thịt, máu tươi bay vụt. Con người Tư Không Vũ co rụt lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phổi đều kém chút tức điên, có thể thấy hắn giờ phút này phẫn nộ. Hắn cho là không mở miệng, Tiêu Phàm liền sẽ không động thủ, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thực dám làm như vậy. Nếu như ngươi muốn cùng ta chứng minh, Đại Ly đế triều nhiều người, hay là nhi tử ngươi nhiều thịt, ta giúp ngươi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, đưa tay lại là mấy đao, cắt lấy mấy khối thịt,
Đám người biết rõ Tiêu Phàm không phải nói đùa, chỉ cần Tư Không Vũ động thủ, Tiêu Phàm liền dám cắt thịt Tư Không Tàng kiếm. Chính như hắn trước đó nói, trên đời này còn không có địch nhân Tiêu Phàm hắn không dám giết, Tư Không Vũ không phải chiến thần điện tứ trưởng lão à, không phải là bị Tiêu Phàm hù sợ. Tu sĩ Đại Ly Đế Triều nhìn thấy một màn không chung cũng không ở lại. Chiến thần điện trưởng lão thì như thế nào, người nếu dám ở Đại Ly Đế Triều giết người, đồng dạng có người chỉ ngươi. Ngươi rất tốt, Tư Không Vũ nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, sau đó quát to, dừng tay cho ta. Thanh âm phẫn nộ vang vọng cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, chấn động làm trong lòng mọi người run lên, Tư Không Vũ không thể không thỏa hiệp, hắn không dám dùng Tư Không Tàng kiếm chứng minh dũng khí. Ta tự nhiên rất tốt. Tiêu Phàm cười lạnh, đối với người chiến thần điện hắn không cần thiết khách khí, Tư Không Vũ muốn giết hắn, còn muốn Tiêu Phàm đối tốt với hắn, đó là chuyện không có khả năng. Sau đó con người Tiêu Phàm lạnh lẽo đảo qua những người chiến thần điện khác, người chiến thần điện cút khỏi Ly Hỏa Đế Đô, bằng không, Tư Không Tàng kiếm vẫn phải chết. Ngươi dám không tuân thủ hứa hẹn, Tư Không Vũ giận tím mặt, hắn đã lùi một bước, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà từng bước ép sát. Ta với ngươi ở giữa có cam kết gì sao? Cho dù có, ngươi cũng không xứng để ta tuân thủ. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Tư Không Vũ. Trước kia hắn coi là người chiến thần điện lợi hại cỡ nào, nhưng hiện tại trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Tư Không Vũ nghiến răng nghiến lợi, ngậm miệng không nói gì, đối với một địch nhân hứa hẹn. Có lẽ có người biết, nhưng người như vậy cũng không phải là Tư Không Vũ hắn. Đồng dạng, Tiêu Phàm lại vì sao đối với hắn hứa hẹn đây? Huống chi, Tiêu Phàm cũng không đáp ứng hắn cái gì. Tất cả mọi người chiến thần điện rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô. Tư Không Vũ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra câu nói này, hắn dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi. Hắn không dám dùng mệnh Tư Không Tàng kiếm đến cược, lấy tính cách Tiêu Phàm, hắn thật đúng là dám giết Tư Không Tàng kiếm. Oanh, lúc này, không trung có một tiếng vang thật lớn đánh vỡ bình tĩnh, hai đạo lưu quang đáp xuống, mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ, sau đó hai đạo thanh âm cực tốc lui lại. Thân ảnh Tử Vô Danh chật vật bại lộ đi ra. Tay hắn cầm vạn linh đồ, không hiểu nhìn tu sĩ chiến thần điện không ngừng rút đi. Tư Không Vũ, các ngươi chơi cái gì? Tử Vô Danh phẫn nộ gầm thét lên, hắn nghi ngờ trong lòng không thôi, đây là tình huống gì, làm sao đang yên đang lành toàn bộ rút lui. Cũng khó trách Tử Vô Danh tức giận như thế, lão tử ở nơi này liều sống liều chết, các ngươi ngược lại tốt, còn không có giết tới liền bắt đầu rút lui, đây không phải trêu chọc ta sao? Tử Vô Danh trước đó cùng Bắc lão chiến đấu, bị vô số hồn văn cách trở, tự nhiên cũng không biết Tư Không Vũ bị Tiêu Phàm bức bách. Cảm thụ đến nội ý Tử Vô Danh, Tư Không Vũ chuẩn bị mở miệng nhưng mà một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, ngớ ngẩn, bị người đùa nghịch đều không biết sao. Tư Không Vũ, người dám đùa nghịch lão hủ, Tử Vô Danh lửa giận xen lẫn, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, dọc theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, danh con. Lại là ngươi. Ngươi dám mắng ta, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Tử Vô Danh phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, nhưng mà lúc này, một đạo trưởng cương bỗng nhiên quất vào trên mặt hắn, máu tươi bay vụt, thân thể Tử Vô Danh bay ngược mà ra. Vị trí Tử Vô Danh đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Bắc lão. Cùng lão sư giao chiến còn dám thất thần, Tiêu Phàm xem thường nhìn Tử Vô Danh một cái. Tử Vô Danh bay ngược ra mấy trăm trượng mới dừng thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, gương mặt đều bị một bàn tay đánh lệch. Nghe Tiêu Phàm nói, hắn càng là phổi đều tức điên, danh con tuyệt đối là cố ý, làm bản thân thất thần để cho lão bất tử kia đánh lén. Hắn rất may mắn bản thân coi như phản ứng kịp thời, bằng không mà nói, một trưởng kia liền không chỉ là phiến hắn một bạt tai, mà là trực tiếp giết hắn. Thân hình Bác lão lần nữa động. Thân ảnh hắn thập phần chậm chạp nhưng mà lại là một bước hơn ngàn trượng, một cái nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tử Vô Danh. Sắc mặt Tử Vô Danh kịch biến, lần nữa nắm lấy vạn linh đồ giết ra ngoài, vô số sinh linh hư ảnh từ bên trong vạn linh đồ đi ra. Khốn, đột nhiên, Bác lão đưa tay một chút, một cái điểm sáng nhỏ tại hư không nhanh chóng biến lớn, lít nha lít nhít hồn lực tại hư không quét sạch, hướng về Tử Vô Danh bao phủ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số đường cong hình thành một cái đường cong không gian to lớn, đường cong không ngừng vận chuyển, sinh ra một cỗ hấp lực to lớn.
Tử Vô Danh hai tay cầm vạn linh đồ điên cuồng thúc dục, vô số sinh linh hư ảnh đánh thẳng vào đầu không gian kia, khiến hắn kinh dị là, những sinh linh hư ảnh vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh khác hư không. Thiên biến vạn hóa, thời không thay đổi, đây là thiên cơ đồ. Tử Vô Danh trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Thiên cơ đồ, đó cũng là hồn văn đồ cấp thủy tổ, hắn giá trị cùng vạn linh đồ trong tay hắn tương xứng. Mặc dù vạn linh đồ hắn một mực cố gắng lĩnh hội nhưng vẫn không cách nào phóng ra một bước cuối cùng, bởi vì hồn văn hắn đều là từ bên trong vạn linh đồ lĩnh hội ra, lại không có một bức hồn văn đồ khác đến nghiệm chứng sở ngộ trong lòng hắn. Tử Vô Danh tin tưởng, nếu như có thể được tấm thiên cơ đồ này, hắn có tự tin trong vòng mấy năm đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết. Đang lúc hắn phán đoán, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, một đạo hồn lực chi kiếm ngang nhiên chém ra. Tử Vô Danh không có vạn linh đồ hỗ trợ, một kiếm bác lão hắn đâu là đối thủ, hiện tại nếu như không lùi, cho dù giết không chết Tử Vô Danh, chặt đứt hắn hai tay là không có bất cứ vấn đề gì. Không thể không nói, Tử Vô Danh phản ứng cũng cực nhanh, hắn không chút do dự ra quyết định, chính là mang theo vạn linh đồ rút lui, thiên cơ đồ về sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, vạn linh đồ trong tay hắn căn bản không nghe sai khiến, bị một cỗ lực lượng hư không to lớn giam cấm, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, vạn linh đồ cũng chỉ là lắc lư mấy lần, trong lúc nhất thời căn bản co rúm không đứng dậy. Mà lúc này, bác lão một kiếm đã chém xuống, nếu như không lùi, hai tay hắn phải gãy. Hô, mắt thấy bác lão một kiếm sắp tới gần, thân hình Tử Vô Danh hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt lui ra phía sau mấy trăm trượng, bất quá, trong tay hắn lại vắng vẻ. Nơi xa, vô số sợi tơ hồn lực khuấy động, bao phủ một bức họa quyển, bức tranh đó chính là vạn linh đồ. Một màn này nhìn như thật lâu, nhưng trên thực tế lại phát sinh ở trong chớp mắt, vẻn vẹn không đến một cái hô hấp, Tử Vô Danh liền mất đi vạn linh đồ. Hỗn trướng, vạn linh đồ là của ta, Tử Vô Danh gầm thét, hai mắt đỏ bừng như máu. Giống như con sói đói xông lên. Vạn linh đồ không phải của ta, nhưng càng không phải của ngươi. Bác lão khẽ nói một tiếng, một chỉ bắn ra một đạo hồn lực chi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng ngực Tử Vô Danh. Đây là kết quả Tử Vô Danh phản ứng nhanh chóng, bằng không một kích vừa nãy cũng đủ để đòi mạng hắn. Tử Vô Danh sớm đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn phát hiện, mình cùng bác lão chênh lệch vô cùng lớn. Nếu như không phải nắm giữ vạn linh đồ, hắn căn bản kiên trì không đến hiện tại. Cũng có lẽ là bởi vì bị thương đau đớn, Tử Vô Danh trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, không có tiếp tục xông lên, con ngươi nhìn về phía bác lão tràn ngập kiêng kỵ. Bỗng nhiên, ánh mắt Tử Vô Danh băng lãnh chuyển hướng nơi xa, cái hướng kia chính là Tư Không Vũ. Tư Không Vũ, ngươi dám trêu chọc ta không để yên cho ngươi. Lưu lại một câu ngoan thoại. Tử Vô Danh hất ống tay áo, hướng về nơi xa bắn nhanh đi, hắn một khắc cũng không muốn lưu ở chỗ này. Mất đi vạn linh đồ không nói, nếu như chết ở trong tay bác lão, vậy liền không đáng. Vạn linh đồ hắn có thể chậm rãi cầm trở về, thậm chí còn khả năng có được thiên cơ đồ, nhưng không có tính mệnh, hết thảy đều không thể nói đến. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tử Vô Danh cảm thụ đến một loại uy hiếp, mà loại uy hiếp này lại không phải đến từ bác lão. Nếu không phải bác lão, nhất định là Tư Không Vũ cùng chiến thần điện, Tư Không Vũ thực lực tuy mạnh nhưng Tử Vô Danh còn không sợ, dù sao hắn coi như không phải đối thủ Tư Không Vũ cũng tùy thời có thể rời đi. Khả năng duy nhất chính là chiến thần điện có lẽ không chỉ Tư Không Vũ đến. Tư Không Vũ còn muốn gọi lại, nhưng mà Tử Vô Danh lại không quan tâm, rất nhanh không thấy tăm hơi. Trong lòng Tư Không Vũ có loại xúc động chửi mẹ. Lão tiểu tử này thật đúng là không phải người, vậy mà chạy, chẳng lẽ ta cho ngươi chỗ tốt đều lấy không? Chỗ tốt lấy không cũng liền thôi, lại còn dám uy hiếp ta. Thực coi mình là đại nhân vật, mà giờ phút này, bọn hắn cũng kém không nhiều thối lui đến bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô, ánh mắt Tư Không Vũ lần nữa rơi vào trên người Tiêu Phàm. Chúng ta đã rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô, thả con ta. Tư Không Vũ sát tâm nổi lên, Tử Vô Danh rời đi. Tiếp theo hắn cần phải đối mặt chính là bác lão cùng Túy Ông. Một Túy Ông đã đủ hắn thua, bây giờ lại tăng thêm một bác lão, hắn làm sao có thể là đối thủ. Nhưng Tư Không Vũ lại không thể rời đi,
trước không nói hư không cổ kính cùng Tiêu Phàm chết sống, hắn hiện tại chỉ muốn cứu Tư Không Tàng Kiếm. Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn Tư Không Vũ, vừa nãy các ngươi chiếm cứ ưu thế, ta chỉ có thể uy hiếp các ngươi. Nhưng hiện tại, chỉ cần các ngươi dám đi lên, có một tên, ta giết một tên. Ngươi, Tư Không Vũ tức giận không biết nói cái gì, ngón tay chỉ Tiêu Phàm không ngừng run rẩy. Ngươi cái gì ngươi, chiến thần điện ngươi đều là hạng người âm hiểm, tốt nhất có bao nhiêu xa lăn bao xa. Tiêu Phàm quát to, rất có một chút ý tứ cáo mượn oai hùng. Đương nhiên, lấy thực lực hắn, coi như hắn đơn độc đối mặt Tư Không Vũ cũng không có bất luận cái gì e ngại, chỉ ít chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chiến thần điện lúc này sợ sao? Tiêu Phàm lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, hư không đột nhiên một đạo thanh âm to vang lên, giống như tiếng sấm, làm đau màng nhĩ, đám người ánh mắt đột nhiên hướng về chân trời nhìn lại. Thanh âm ù ù bên tai không dứt, chấn động hư không rung động không thôi, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ quét sạch bốn phía ép đám người có chút không thở nổi. Không trung một trận vặn vẹo, xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, một đạo thân ảnh chậm rãi từ không gian trong vòng xoáy đi ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một lão giả áo bào xanh lăng không dạo bước mà đến, hắn nhìn qua hơn 60 tuổi, tóc khô trắng, gầy trơ cả xương. Nhưng một đôi mắt lại sắc bén như đao. Ai cũng biết rõ, đây nhất định lại là một lão quái vật sống dài hơn tuế nguyệt, sau khi đột phá chiến thánh cảnh, huyết khí dồi dào là sẽ không dễ dàng già đi, chí ít sống mấy trăm năm là không có vấn đề. Huống chi, lão giả áo bào xanh không phải chiến thánh cường giả bình thường, trên người hắn phát ra khí tức so với Tư Không Vũ đều muốn cường đại hơn nhiều lần. Kỳ hiểu, hai mắt túy ông nheo lại, nhận ra thân phận người kia. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nếu hắn trạng thái đỉnh phong ngược lại là không sợ, nhưng hiện tại, hắn chưa chắc là đối thủ người tới. Gia Cát Thanh Huyền, bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Lão giả áo bào xanh Kỳ Hiểu nhìn túy ông khẽ mỉm cười nói, tựa như bao năm không thấy lão bằng hữu. Tam trưởng lão, ngài làm sao tới? Tư Không Vũ đi qua, trên mặt miễn cưỡng gạt ra ý cười. Không sai, người tới chính là chiến thần điện tam trưởng lão, tên là Kỳ Hiểu, chớ nhìn hắn cùng Tư Không Vũ cùng là trưởng lão, nhưng địa vị liền có chút không giống, lại càng không cần phải nói thực lực. Chiến thần điện trưởng lão không nhiều, chỉ có 4 người, Tư Không Vũ là tuổi trẻ nhất, không đến 50 liền đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, coi là một đời thiên tài, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành chiến thần điện tứ trưởng lão. Về phần Kỳ Hiểu, lại không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt. Chỉ ít là mấy trăm tuổi, lại càng không cần phải nói hai vị trưởng lão phía trước. Hừ, người quá làm cho điện chủ đại nhân thất vọng. Kỳ Hiểu hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không hòa thuận. Trong lòng Tư Không Vũ bỗng nhiên lột bột, chẳng lẽ việc này điện chủ đại nhân biết rõ? Nghĩ vậy, Tư Không Vũ mặt xám như cho, làm điện chủ đại nhân thất vọng kết quả là cái gì? Hắn rất rõ ràng, trừ tử vong, không có khả năng khác nữa. Cũng may chúng ta thay ngươi cầu tình, sự tình Diêm La Phủ cùng ngươi làm mất đi hư không cổ kính công tội bù nhau, bất quá tước đoạt thân phận tứ trưởng lão ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có cơ hội chính là đoạt lại hư không cổ kính cùng bắt sống Tu La Điện Chủ, lấy công chuộc tội. Kỳ Hiểu lạnh lùng nói, đều là khẩu khí thượng vị giả. Vâng, đa tạ ba vị trưởng lão, Tư Không Vũ tâm cho tàn lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Chỉ cần không chết, cái gì đều dễ nói. Về phần con trai của hắn à, có thể cứu thì cứu, cứu không được không chừng về sau lại sinh một tên, dù sao hắn hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn. Có thể trở thành chiến thần điện tứ trưởng lão, Tư Không Vũ tự nhiên cũng là người ngoan tuyệt. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, không nghĩ tới sự tình rốt cuộc lại phát sinh chuyển biến lớn như vậy, nhìn thấy Tư Không Vũ thần sắc tức giận, Tiêu Phàm biết rõ, cho dù trên tay hắn có Tư Không Tàng Kiếm làm con tin. Đoán chừng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng dùng con ta đến uy hiếp ta liền có thể làm càn. Con ta nếu có thể vì chiến thần điện hy sinh, hắn chết chính là có giá trị. Tư Không Vũ đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Cha, cứu ta không muốn chết. Gần như đồng thời, Tư Không Tàng Kiếm đột nhiên gào lên, hiển nhiên là Tiêu Phàm cố ý buông cổ của hắn, chính là muốn Tư Không Tàng Kiếm đánh mặt Tư Không Vũ. Quả nhiên,
Nghe nói như thế, sắc mặt Tư Không Vũ khó nhìn, bất quá vừa nhìn thấy thần sắc Kỳ Hiểu đạm nhiên bên cạnh, Tư Không Vũ biết rõ, mình là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Yên tâm, hắn dám giết ngươi, ta liền diệt toàn bộ đế triều đến chôn cùng ngươi. Tư Không Vũ sát khí nặng nề nói. Tu sĩ đại ly đế triều nghe vậy, rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn, kỳ thật, sau khi Tử Vô Danh rời đi, huyết sắc hồn giới biến mất, bọn hắn cũng đã bắt đầu chạy trốn. Đây chính là chiến thần điện trong truyền thuyết đó, bọn hắn muốn hủy diệt một cái đế triều còn không phải như chơi đùa. Lưu ở chỗ này, muốn sống sót tỷ lệ quá nhỏ, nhất là cảm thụ đến Tư Không Vũ sát ý bàng bạc, bọn hắn càng không dám lưu ở chỗ này. Ngược lại là Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng bọn hắn, tất cả đều xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Là một người liền có thể một cái nhìn ra, người đại ly đế triều ở vào thế yếu, muốn từ trong tay chiến thần điện sống sót, cơ hội quá mức xa vời. Phàm Nhi, giết đi, giữ lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Túy ông nhẹ giọng nói, tựa như hắn giết một người cùng ăn cơm đơn giản. Lão sư nói đúng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, việc đã đến nước này, giữ lại Tư Không Tàng kiếm còn có ý nghĩa gì đâu. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Tư Không Tàng kiếm bỗng nhiên che cổ mình, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đều là vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực giết hắn. Nhìn ta cũng vô dụng. Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, hắn bây giờ đạt tới cảnh giới này, giết cùng không giết chỉ là nhất niệm, cơ bản sẽ không ảnh hưởng tâm tính hắn. Sau đó một chỉ điểm ra, thể nội Tư Không Tàng kiếm đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí. Đem thân thể hắn quấy đến vỡ nát, cái gì cũng không lưu lại. Chết, Tư Không Vũ gầm thét một tiếng, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, hai mắt đỏ bừng như máu nhuộm, hắn đối với Tư Không Tàng kiếm dành hy vọng rất lớn, nhưng mà bây giờ lại chết, hơn nữa hài cốt không còn. Tư Không Vũ triệt để tức giận, phẫn nộ chính là kết quả, hắn không tiếc bất cứ giá nào giết Tiêu Phàm, đoạt lại hư không cổ kính. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đi tới cạnh Tiêu Phàm, cũng đúng lúc này, một bên Túy Ông đột nhiên động, tiện tay vung lên chính là một đạo lợi kiếm, liền hư không đều kém chút xé rách. Cút ngay! Tư Không Vũ gào thét một tiếng, ra sức đánh thẳng vào, nhưng mà Túy Ông lại là một bước không cho, mặc cho Tư Không Vũ điên cuồng như thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn đến đối thủ bản tọa là ngươi, Kỳ Hiểu quét Ly Hỏa Đế Đô một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Bắc Lão. Lão hủ tùy thời phụng bồi. Bác lão không khiếp nhược, liền chiến thần điện điện chủ phân thân hắn đều dám giết, huống chi một chiến thần điện tam trưởng lão đây. Con người hắn sâu thẳm như biển, nhìn không thấu, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Hiểu liền tựa như một vị thượng giả nhìn một con kiến hôi. Hừ, Kỳ Hiểu hừ lạnh một tiếng, hắn rất khó chịu ánh mắt bác lão, hắn thấy loại ánh mắt này chỉ có hắn mới có, bởi vì hắn là chiến thần điện tam trưởng lão. Chết đi. Kỳ Hiểu lạnh lùng nói ra một câu, một đạo kiếm chỉ bắn ra, như cùng một khỏa tuệ tinh xẹt qua thương khung, thoáng qua liền xuất hiện ở trước mặt Bắc lão, thiên địa chi uy đáng sợ chấn động làm hư không run rẩy kịch liệt. Cũng đúng lúc này, Bắc lão nhẹ nhàng vạch một cái, trước người xuất hiện gợn sóng đầy trời, gợn sóng tựa như từ vô số đường cong tạo thành, khiến hư không bắt đầu vặn vẹo. Kiếm chỉ bắn vào trong đó, tốc độ trở nên chậm, đồng thời uy lực cũng thay đổi nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hồn văn cấp thủy tổ, ngươi là người Bắc Thần gia tộc, Kỳ Hiểu hơi biến sắc, cũng không dám khinh thường Bắc lão. Là gia tộc gì rất trọng yếu sao? Bắc lão thản nhiên nói, tựa như đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện, chứ coi thường vẫn là coi thường. Mặc kệ ngươi là gia tộc gì, đối địch với chiến thần điện chính là một con đường chết. Chiến thần điện nghe lệnh, giết không tha. Kỳ Hiểu cười lạnh một tiếng, trong bàn tay xuất hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm, hiển nhiên, hắn là chuẩn bị làm thật. Đồng thời, theo tiếng nói rơi xuống, tu sĩ chiến thần điện cùng chiến hồn điện cũng giống như không muốn sống, hướng về đại ly đế triều phóng đi. Người chiến thần điện tới cũng không ít, chiến đế cảnh hơn ngàn người, chiến thánh cảnh cũng có hơn mấy chục người, bất quá đại bộ phận đều là tu vi chiến thánh sơ kỳ, chỉ có 8 chiến thánh trung kỳ. Dù sao vô song thánh thành chiến thánh cảnh liền chỉ có nhiều như vậy, lại càng không cần phải nói chiến thánh trung kỳ.
Nếu như không phải Tư Không Vũ điều động chiến thánh cảnh chiến hồn điện, hơn nữa còn từ nơi khác tìm đến 5-6 chiến thánh trung kỳ, đoán chừng sẽ càng ít. Tư Không Vũ tìm đến nhiều người như vậy là bởi vì trong tay Bác Lão ăn một lần thua thiệt, cho nên hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối trấn nhiếp đám hương dã thôn phu này. Về phần người chiến thần điện, rất nhiều người cực kỳ khinh thường, diệt sát một cái đế đâu còn cần nhiều người như vậy sao? Thậm chí ngay cả chiến thần điện bản bộ tứ trưởng lão đều xuất động. Bất quá bây giờ bọn hắn có chút may mắn, không chỉ là bọn hắn những người này đến, bằng không làm sao chết đều không biết. Nhìn thấy người chiến thần điện giết đến, đại ly đế triều cơ hồ chỉ còn lại sợ hãi. Mấy trăm chiến đế cảnh đó, phóng nhãn đại ly đế triều lại có mấy người. Đoán chừng tìm không ra 10 người, ngay cả kiếm hoàng cùng hỏa hoàng cũng chỉ là chiến đế trung kỳ. Hai người cũng chỉ là bát phẩm chiến hồn, thiên phú có hạn, nếu đầy đủ cường đại mà nói, đã sớm tiến vào chiến hồn điện, há sẽ tại chiến hồn học viện làm lão sư. Các huynh đệ, mọi người cẩn thận, Tiêu Phàm quét Lăng Phong mấy người một cái, sau đó tiện tay ném cho mấy người một cái bình ngọc, liền hướng lấy không trung bay đi. Phía sau hắn xuất hiện một đôi huyết sắc cốt xí, cầm trong tay tu la kiếm, thể nội cuồn cuộn huyết dịch sôi trào, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. A à, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, những chiến thánh cảnh sơ kỳ trước mặt Tiêu Phàm như không có gì, lại càng không cần phải nói chiến đế cảnh. Những nơi Tiêu Phàm đi qua đều là cụt tay cụt chân, huyết phụ tràn ngập, nhất định chính là một mảnh tu la tràng. Liền chiến thánh cảnh sơ kỳ đều như vậy, lại càng không cần phải nói những tu sĩ chiến đế đó cảnh, trên thực tế, đại bộ phận tu sĩ chiến đế cảnh đều là người chiến hồn điện, bọn hắn đều nghe nói qua sự tình Tiêu Phàm. Lúc Tiêu Phàm tản mát ra khí thế chiến thánh cảnh, bọn hắn liền đã sợ mất mật, phải biết, sát thần Tiêu Phàm tại chiến đế cảnh liền dám theo mấy đại gia tộc chém giết. Mười mấy tháng trước, Tiêu Phàm một người một màn đồ lục thượng trọng thiên, rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn cũng không dám cùng sát thần ngạnh bính. Lúc ấy điện chủ chiến thần điện chiến phong lôi cường đại biết bao, hơn nữa còn sử dụng thông thần chi lực, không phải cũng bị Tiêu Phàm giết chết sao? Có vẻ như lúc đó, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong, hiện tại đột phá chiến thánh cảnh, hắn há không phải có thể cùng chiến thánh đỉnh phong vật tay. Bọn hắn phần lớn người kỳ thật đều là tu sĩ chiến hồn điện, là bị Tư Không Vũ cùng Diệp Thệ Thủy cưỡng ép đến. Lúc ấy Diệp Thệ Thủy vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh Tư Không Vũ. Tư Không Vũ muốn làm hắn nhất định chính là như chơi đùa, cho dù cổ tộc Diệp gia cũng phải cho Tư Không Vũ một phần mặt mũi, lại càng không cần phải nói Diệp Thệ Thủy hắn. Tiêu Phàm kỳ thật cũng đoán được thân phận những người này, trừ những tu sĩ chiến đế đó đỉnh phong, cái khác cũng đều là chiến hồn điện. Hắn nguyên bản không muốn giết, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn đại ly đế triều bị hủy diệt. Cho nên chỉ có đại khai sát giới. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần những người này chạy, hắn không có ý định truy sát. Chạy mau, lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ, đời này sẽ không đối địch với Tiêu Phàm. Ta không phải chiến thần điện, ta chỉ là người chiến hồn điện, đừng giết ta. Kiến thức đến Tiêu Phàm hung mãnh, những tu sĩ chiến đế đó cảnh bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Thậm chí có mấy tu sĩ chiến thánh cảnh cũng không để ý mặt mũi chạy trốn. Phàm là người lúc trước được chứng kiến Tiêu Phàm đồ lục lục đại gia tộc thượng trọng thiên cùng tu sĩ chiến thần điện, đều không chi ý chiến đấu, cùng giai trên tay hắn đều không phải địch, bọn hắn những chiến đế cảnh còn đánh thế nào? Chẳng lẽ còn xông đi lên chịu chết sao? Trước đó bọn hắn còn không có rõ ràng cảm thụ đến tử vong uy hiếp, cho nên không dám tùy tiện chống lại mệnh lệnh, thậm chí còn có chút may mắn. Cho rằng sẽ có người ngăn trở Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại tử vong cách bọn hắn gần như vậy, rất nhiều người phòng tuyến trong lòng bị công phá, giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào? Đều trở về cho bản tọa, kẻ chạy trốn, chết. Tư Không Vũ phẫn nộ gầm thét, nếu là bình thường, hắn khẳng định giết, người chạy trốn có một tên diệt một tên. Nhưng bây giờ bị túy ông cuốn lấy, căn bản là thoát không được. Chốc lát liền chỉ còn lại tầm 10 tu sĩ chiến thánh cảnh, tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn bốn phía, làm sao đang yên đang lành đều chạy cả rồi. Bọn hắn tầm 10 người đều có loại cảm giác bị người đùa nghịch, tử vô danh chạy, hiện tại lại có nhiều người chạy như vậy. Chiến thần điện tam trưởng lão không đến, còn tất yếu chạy sao? Bọn hắn thực sự nghĩ không ra vì cái gì những người kia chạy trốn,
Tiêu Phàm rất mạnh nhưng không phải vô địch, mười mấy chiến thánh cảnh cùng tiến lên mà nói, chẳng lẽ còn chơi hắn không chết? Đi, lúc này, lại có một tu sĩ mở miệng, sau đó không chút do dự quay người rời đi, hắn ẩn ẩn cảm giác được bất an, nhiều người chạy như vậy, tất có kỳ quặc. Tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ khác thấy thế, nào còn có tâm tư cùng Tiêu Phàm chiến đấu, chiến thánh sơ kỳ bình thường trên tay hắn như là giết gà, lưu lại cùng chờ chết có gì khác biệt. Bất quá cũng còn có 5 tu sĩ chiến thánh trung kỳ lưu lại, bọn hắn hiển nhiên không phải cường giả nam vực, bằng không tuyệt đối không dám ở trước mặt Tiêu Phàm tự cao tự đại. Lạc Vũ Lạc cũng không thấy tăm hơi, lúc này còn không chạy, hắn chẳng lẽ lưu lại chờ chết sao? Một lúc liền chỉ còn lại mấy tên. Bắc Thần Phong cổ quái nhìn không chung, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy Tiêu Phàm mặc dù là mạnh nhưng cũng không mạnh đến biến thái như vậy. Cho dù Lăng Phong, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất cũng nghi hoặc không hiểu, nhất là những người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cái này quá không bình thường. Đại Ly Đế Triều cũng tất cả đều mắt trợn tròn, những tu sĩ kia còn đang chạy trốn cũng đột nhiên ngừng thân hình, trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Phần lớn người trong lòng đều đang nghĩ một vấn đề, nên chạy trốn không nên là chúng ta à, làm sao người chiến thần điện chạy trốn vậy? Chẳng lẽ thực sự sợ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm có lực uy hiếp khủng bố như vậy sao? Một người dọa lùi hơn ngàn cường giả chiến hồn điện. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này sớm ngay hắn dự kiến. Ánh mắt băng lãnh quét 5 chiến thánh cảnh trung kỳ một cái, Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Bất quá lúc này nơi xa một đạo thanh âm vang lên. Lão Tam, mấy tên này lưu cho chúng ta chơi đùa. Thanh âm Bàn Tử truyền đến, bọn hắn không có biến thái như Tiêu Phàm, cần kinh nghiệm thực chiến mới có thể mạnh lên. Tiêu Phàm gật đầu, nói, vậy mấy người này giao cho các ngươi, có thể sử dụng lực lượng bên trong cái bình ta vừa mới cho các ngươi, có lẽ có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Được, mấy người gật đầu, Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất. Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim đạp không mà lên, hướng về 5 chiến thánh trung kỳ đi đến. Dù bọn hắn chỉ là chiến thánh sơ kỳ, nhưng đối mặt chiến thánh trung kỳ vẫn không có bất kỳ e ngại gì. Có Tiểu Kim, an nguy bọn hắn hẳn không có vấn đề. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn tâm thần không có tiếp tục lưu lại trên người mấy người, mà quay đầu nhìn về phía Túy Ông trên không trung, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn ra tình huống Túy Ông, chiến đấu đến giờ này hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, tối đa cũng liền nửa chén trà nhỏ. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, cho dù thần tiên cũng hết cách xoay chuyển, trong lòng Tiêu Phàm sốt ruột tới cực điểm. Hắn rất muốn ngăn cản Túy Ông nhưng vừa nghĩ tới con người Túy Ông kiên định trước đó, Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng. Lấy tâm tính Túy Ông, hắn là không có khả năng ngồi chờ chết, thân làm lâu chủ huyết lâu. Hắn hy vọng nhất chính là mình có thể chết trong chiến đấu. Đây là nguyên nhân Tiêu Phàm không có ngăn cản hắn, một nguyên nhân khác lại là hắn cũng không có năng lực chữa cho Túy Ông, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể tác thành cho hắn, xem như một đồ đệ kính trọng cuối cùng đối với sư phó. Giờ phút này, con người Tiêu Phàm đã đỏ bừng vô cùng, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, trạng thái Túy Ông càng ngày càng kém, tùy thời đều có thể ngã xuống. Ha ha, lão bất tử! Người rốt cục cùng đồ mạt lộ. Tư Không Vũ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn máu me khắp người, một mực bị Túy Ông áp chế, trong lòng biệt khuất vô cùng. Cùng giai bên trong, Tư Không Vũ hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai, nhưng hôm nay lại một mực ở vào thế hạ phong, dù là Túy Ông đã sắp chết cũng ép hắn không thở nổi. Phàm Nhi, vì sự đời này không tiếc, cuối cùng truyền cho ngươi chút đồ vật, ngươi hãy xem trọng. Túy Ông căn bản không có để ý tới Tư Không Vũ, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm cười to nói. Lão sư, Tiêu Phàm toàn thân kịch liệt run rẩy, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hắn rất muốn ngăn cản Túy Ông, nhưng hiện tại ngăn cản đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão già, đi chết đi, Tư Không Vũ ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, tốc độ đột nhiên bạo tăng, một đạo trưởng cương đáng sợ đánh về phía Túy Ông, không cho Túy Ông cơ hội phát lực. Con người Túy Ông đạm nhiên, thần sắc không hề bận tâm, mở bàn tay, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm phổ thông, mắt thấy trường cương Tư Không Vũ sắp tới gần, trường kiếm trong tay Túy Ông nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc, trường cương bá đạo hung mãnh trước mặt Túy Ông liền tựa như một tầng giấy mỏng, đâm một cái tức phá,
một đạo kiếm khí màu trắng càng là đánh đâu thắng đó xông thẳng đến Tư Không Vũ. Tư Không Vũ phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị kiếm khí kia quét trúng, tóc đen kèm theo tơ máu dày đặc trong gió bay lên, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Xem hiểu bao nhiêu, Túy Ông không có ngừng tay, lần nữa hướng về Tư Không Vũ đánh tới. Khoảng 3 phần 10, Tiêu Phàm cau mày nói, trong lòng khẽ nói lấy, một kiếm này không có bất kỳ thiên địa chi lực, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, chính là một kiếm bình thường nhất, tại sao một kiếm bình thường nhất cường đại như thế đây? Tiêu Phàm đại khái bắt được một chút đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì lại không rõ ràng. Ba thành, đã rất không tệ, lại đến. Túy Ông trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, cả đời này hắn hết thảy thu ba đồ đệ, tư chất Tiêu Phàm tốt nhất. Túy Ông có thể cho Tiêu Phàm đảm nhiệm Huyết Lâu cửu trưởng lão, liền có thể chứng minh hắn đối với Tiêu Phàm hậu ái. Bàn nhược long tượng, thiên long chi lực, Tư Không Vũ gào thét một tiếng, sau lưng hắn hiện ra một đầu long huyết man tượng to lớn, uy thế đáng sợ trực tiếp vỡ nát hư không. Vừa nãy một kiếm kia kém chút chạm hắn, hiện tại hắn hoàn toàn không dám khinh thường Túy Ông, từ trên người Túy Ông, hắn cảm thụ đến uy hiếp tính mạng. Kiếm chạm thiên khung. Túy Ông khẽ nói, trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa, tốc độ của hắn rất nhanh nhưng lại cảm giác chậm đến cực hạn, sau một khắc chỉ thấy một đạo bạch sắc cầu vồng kiếm thoáng hiện, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Kiếm khí kia vẫn như cũ không có bất kỳ thiên địa chi lực, cũng không có bất luận sóng năng lượng nào, chính là một kiếm bình thường nhất nhưng một kiếm lại làm người ở đây đều tê cả da đầu. Ta minh bạch, nhìn chằm chằm một kiếm này, còn người Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại. Tựa như trong nháy mắt bắt lấy cái gì. Kiếm mang rơi xuống, thời gian dường như dừng lại ở chỗ này, hết thảy đều đứng im, kiếm mang từ trên người Tư Không Vũ xuyên thấu qua, thân hình Tư Không Vũ bỗng nhiên ngưng một cái, vẫn duy trì động tác nghiêng về phía trước. Không có khả năng, người không cách nào thi triển hồn lực, vì sao còn có thể mạnh như vậy? Tư Không Vũ run giọng nhìn Túy Ông, hai mắt muốn nứt, kinh hãi tới cực điểm. Là ngươi quá vô tri mà thôi. Túy Ông thanh âm già nua khàn khàn vang lên. Phốc, bỗng nhiên, mi tâm Tư Không Vũ đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một vết máu, thân thể hắn cũng bạo tán ra rơi xuống mặt đất. Chết, đám người đều trợn tròn mắt, đây chính là tứ trưởng lão chiến thần điện, chiến thánh cảnh đỉnh phong chí cường giả, lại bị Túy Ông một kiếm chạm. Trong chớp mắt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, nơi xa kỳ hiểu chiến đấu cũng là con người hơi hơi co rụt lại, thực lực Tư Không Vũ hắn rất rõ ràng. Cùng giai bên trong cũng coi là vô địch, nhưng bây giờ lại chết, chẳng lẽ ra Cát Thanh Huyền thực mạnh như vậy? Mấy cường giả chiến thánh trung kỳ bị Tư Không Vũ gọi tới nhìn thấy một màn này tim mật phát lạnh, trong mắt bọn họ, Tư Không Vũ cao cao tại thượng, không ai bì nổi, chính là tồn tại khó thể vượt qua. Nhưng hiện tại, Tư Không Vũ lại trơ mắt chết ở trước mặt bọn hắn, nếu như còn lưu ở chỗ này, người chết có phải là bọn hắn hay không? Trong lòng mấy người có chút chần chờ. Thất thần trong nháy mắt, Tiểu Kim trực tiếp một móng vuốt chụp chết một tên, những người khác bị dọa đến không chút do dự thối lui. Cũng đúng lúc này, Túy Ông đưa tay một chiêu, một vệt sáng từ trên thân thể Tư Không Vũ bắn ra, hiện lên ở trước người Tiêu Phàm, đó là một mai hồn giới. Tiêu Phàm bắt lấy hồn giới, bất quá tâm thần lại không ở phía trên hồn giới Tư Không Vũ, mà là nhanh chóng hướng về Túy Ông bay đi. Hô! Thân thể Túy Ông bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, trường kiếm trong tay bay xuống, lúc Tiêu Phàm ôm Túy Ông đã chỉ còn lại một hơi, khí huyết thể nội hoàn toàn khô kiệt, tinh khí thần toàn bộ tiêu tán không còn. Lão sư, nước mắt Tiêu Phàm cũng nhịn không được nữa chảy ra, thân thể hơi hơi run rẩy, cuồn cuộn năng lượng huyền diệu đưa vào thể nội Túy Ông. Sư tôn, một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến, là Huyết Vô Tuyệt một bộ áo bào tím nhanh chóng chạy đến. Xuất hiện ở bên cạnh Túy Ông. Hắn chuẩn bị tiến về huyền vực, cố ý đến tạm biệt Túy Ông, lại không nghĩ rằng lần này lại là lần cuối cùng hắn gặp lại sư tôn, Huyết Vô Tuyệt trong lòng may mắn tự mình tiến tới. Một kiếm khi nãy ngươi nhìn hiểu không? Túy Ông cười nói, tử vong trong mắt hắn cũng không đáng sợ, trước khi chết, hai đồ nhi đều hầu ở bên người, còn có cái gì hạnh phúc hơn đây? Ân. Tiêu Phàm gật đầu, lão sư là muốn nói cho ta biết, bất luận ngoại lực gì cũng chỉ là một loại trợ lực mà thôi, tự thân mạnh lên mới là chân chính mạnh, dù là không cần hồn lực cùng thiên địa chi lực cũng có thể trở thành người nổi bật cùng giai. Túy Ông hài lòng gật đầu,
nói, vi sư cũng không nghĩ đến ngươi chính là Tu La Điện Chủ, liền sợ ngươi quá mức dựa vào lực lượng Tu La truyền thừa, hiện tại ngươi có thể lĩnh ngộ, vi sư rất vui mừng. Thế gian này, lực lượng cường đại nhất không đặc biệt, mà là tự thân tu giả. Tạ ơn lão sư, đồ nhi biết rõ, Tiêu Phàm đã có chút khóc không thành tiếng. Lúc này, Túy Ông lại nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt, nói, Vô Tuyệt, ngươi thiên phú cũng không tệ, về sau thành tựu không thể thấp hơn so với vi sư liền sợ ngươi xúc động, Phàm là phải nghĩ lại, Phàm nhi, ngươi tâm tính trầm ổn, hãy chỉ điểm cho sư huynh của ngươi. Lão sư sư tôn ta sẽ, Tiêu Phàm cùng Huyết Vô Tuyệt hai người đồng thời gật đầu. Như thế vi sư cũng yên lòng. Thanh âm Túy Ông càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh, mang trên mặt nụ cười tựa như ngủ. Sư tôn, Huyết Vô Tuyệt nắm lấy tay Túy Ông, lớn tiếng gào thét, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. Mà Tiêu Phàm ngược lại là bình tĩnh lạ thường, còn người băng lãnh nhìn Kỳ Hiểu phía xa, hai mắt vằn vện tia máu, sát ý đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Thân thể hắn chậm rãi biến hóa, Tu La Thần Dực lại hiện ra, toàn thân đan xen kim sắc vô tận chi hỏa, trên trán mọc ra một đôi sừng dài huyết sắc. Sư đệ, Huyết Vô Tuyệt thấy thế sắc mặt đại biến, muốn gọi Tiêu Phàm tỉnh lại nhưng Tiêu Phàm không để ý tới. Tu La, nơi xa, Kỳ Hiểu cùng Bác Lão đại chiến thấy thế trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn biết rõ Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, nhưng thấy lại là một chuyện khác. Tiêu Phàm, người quên lão sư vừa mới cùng ngươi nói chuyện sao? Bác Lão gầm thét một tiếng, vận chuyển hồn lực, hư không mãnh liệt rung động. Lão sư nói, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hai mắt đỏ bừng biến thanh minh, chậm rãi từ bên trong loại trạng thái lui ra, thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Hắn tự nhiên nhớ kỹ Túy Ông nói, lực lượng cường đại nhất là tu giả tự thân, nếu như quá độ ỷ vào Tu La truyền thừa, một ngày nào đó sẽ bị lạc mất bản thân. Tu La truyền thừa tất nhiên đáng sợ, nhưng tương tự cũng sẽ làm tâm thần một người hoang mang, nhất là sau khi biến thành Tu La toàn thể, Tiêu Phàm sẽ cắt đứt liên hệ với thân thể. Lúc trước nếu như không phải tiểu ma nữ kịp thời gọi hắn tỉnh lại, đoán chừng bây giờ còn luân hãm trong đó, vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm giật mình, cho tới nay chính mình cũng quá mức ỷ vào ngoại lực, Tu La truyền thừa cũng tốt, bạch thạch cũng được, những lực lượng này căn bản liền không phải thuộc về hắn. Nếu như bỏ qua những đồ vật này, hắn lại tính được gì đây? Vạn nhất có một ngày không cách nào sử dụng những lực lượng này, hắn như thế nào đối địch? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, hướng về phía Túy Ông lại một cái thật sâu, sau đó nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt, truyền âm nói, sư huynh, người bảo hộ di thể lão sư rời đi trước. Được. Huyết Vô Tuyệt gật đầu, ôm Túy Ông liền hướng lấy nơi xa bay đi, hắn biết rõ, nếu như Kỳ Hiểu muốn hủy di thể Túy Ông, vẫn là rất dễ dàng làm được. Nơi xa, Kỳ Hiểu nhìn Tiêu Phàm khôi phục nguyên dạng, hơi có chút thất vọng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bác Lão lại buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không có biến thành Tu La toàn thể, tất cả liền dễ nói, có hắn ở đây, Kỳ Hiểu cũng nhấc không dậy nổi sóng lớn gì. Tư Không Vũ thật đúng là phế vật, lại bị một xác chết di động làm thịt. Kỳ Hiểu lạnh lùng nói ra một câu, hoàn toàn không vì Tư Không Vũ chết mà cảm thấy tiếc hận, ngược lại cực kỳ khinh thường. Cùng các ngươi chơi lâu như vậy, nên kết thúc. Đột nhiên, Kỳ Hiểu tà tà cười một tiếng, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh rộng lớn, quanh thân lôi điện xen lẫn, hư không đều tiếp nhận không được cỗ uy áp này, bắt đầu vỡ ra, đáng sợ tới cực điểm. Thông thần chi lực, Bác Lão sầm mặt lại, hồn văn lưu chuyển quanh thân, toàn bộ hư không đều bắt đầu vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp bao phủ bốn phía. Cung Thỉnh Điện Chủ lôi thân, trong mắt Kỳ Hiểu lóe lên khinh thường nồng đậm, sau đó đột nhiên hướng về hư không cung kính một xá. Oanh, vừa dứt lời, hư không đột nhiên một tiếng sét nổ vang, mây đen răng đầy chân trời, lôi điện xen lẫn, thương khung đều trở nên một ngạt, dường như tận thế tiến đến. Tất cả mọi người chạy mau, chạy ra Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm thấy thế, vận chuyển lực lượng toàn thân gào thét, thanh âm cơ hồ truyền khắp cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Cái kia uy thế rộng lớn đã vượt qua chiến thánh cảnh đỉnh phong, chính là thuộc về chân chính thần phạt, cho dù chiến thánh cảnh ở trước mặt cũng lộ ra thập phần nhỏ bé. Đám người nghe vậy nào còn dám do dự,
đột nhiên hướng về chân trời lao đi, tất cả mọi người thi triển ra tốc độ cực hạn, nếu không chạy, vậy liền thực chạy không được. Trong làn sóng chạy trốn, khiến Tiêu Phàm vui mừng là những tu sĩ chiến vương cảnh trở lên cũng không có riêng bản thân chạy trốn, mà là mang theo không ít người già yếu tàn tật. Tiêu Phàm biết rõ, tất cả những thứ này đều là kết quả Nam Cung Vũ an bài, ở nơi này nguy cấp, bọn hắn cũng không có quá mức bối rối. Bất quá cũng có rất nhiều người không chạy, đứng sừng sững tại chỗ ngắm nhìn không trung. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm nhìn chăm chú vòng xoáy lôi điện không trung, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất đứng sau lưng hắn, không động mảy may. Thậm chí ngay cả Nam Cung Vũ, Úy Nguyệt Sinh, Sở Khinh Cuồng, Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng đứng ở cách đó không xa, những người khác có thể trốn nhưng bọn hắn không thể trốn, bọn hắn là đại biểu cho tầng cao nhất Ly Hỏa Đế Đô. Cho dù chết ở chỗ này, bọn hắn cũng sẽ không làm một kẻ chạy trốn. Thuộc hạ kinh động điện chủ đại nhân, còn mời điện chủ giáng tội. Kỳ Hiểu cung kính một xá nói. Người này giao cho bản điện, những người khác giết không tha. Một tiếng sấm rền tiếng vang từ trong vòng xoáy lôi điện vang lên, ngay sau đó từng đạo kim sắc lôi điện xen lẫn, bao phủ cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Thần phạt, một tiếng quát như sấm vang lên. Lôi điện đầy trời chiếu nghiêng xuống, một cỗ hủy diệt đáng sợ cùng tử vong chi khí quét sạch thiên địa tứ phương, thương khung đều biến bắt đầu cuồng bạo. Không, đừng giết ta không muốn chết a! Mau trốn, chỉ cần chạy ra Ly Hỏa Đế Đô, chúng ta liền có thể còn sống. Tiếng gào thét, tiếng kêu rên vang vọng tứ phương, bất quá rất nhanh liền bị lôi điện tiếng oanh minh áp chế xuống, tất cả mọi người cảm thụ một cỗ khí tức tử vong. Dưới một kích này, cho dù chiến thánh cảnh thì như thế nào, đều hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thần phạt, đây là chân chính thần phạt, nếu để cho người cổ tộc biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hơn ngàn năm đến nay, chiến thần điện điện chủ còn chưa từng tức giận như này, vậy mà hạ xuống lôi đình chi nộ, muốn hủy diệt một tòa đế đô. Xung quanh Ly Hỏa Đế Đô 3.000 dặm, tu sĩ nhiều đến hàng trăm triệu, những sinh linh này trong mắt chiến thần điện điện chủ lại như sâu kiến. Hết thảy đều chỉ vì phát tiết lửa giận bản thân cùng bắt sống Tiêu Phàm. Siêu, Kỳ Hiểu nghe được chiến thần điện điện chủ nói, bỗng nhiên hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm nào sẽ nghĩ đến chiến thần điện điện chủ lại có sát tâm lớn như thế, muốn hủy diệt một tòa thành, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Kỳ Hiểu đã đánh tới. Mục tiêu thứ nhất chính là Lăng Phong cùng Bàn Tử đám người bên cạnh Tiêu Phàm. Lăng Phong cùng Bàn Tử bọn hắn chiến lực tuy mạnh nhưng lợi hại như thế nào cũng không thể nào là đối thủ chiến thánh đỉnh phong a, huống chi giờ phút này Kỳ Hiểu còn sử dụng thiên địa chi lực. Cửu Nhi, cẩn thận. Mắt thấy Kỳ Hiểu một trường sắp tới gần Bàn Tử, phía trước một đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, ngăn khuất trước mặt trưởng cương. Người đi ra không phải ai khác, chính là phụ thân Bàn Tử, Đại Ly Đế Triều Đế Chủ Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ chỉ là chiến đế hậu kỳ, làm sao có thể ngăn cản được trưởng cương kia đây, nhất định chính là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Phụ đế, Bàn Tử hét lớn một tiếng, không chút do dự xông lên. Chạy mau, Nam Cung Vũ nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Bàn Tử quát to. Nam Cung Vũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dù là hắn ngăn không được một kích Kỳ Hiểu nhưng cũng cho Bàn Tử bọn hắn một cái tỉnh, chủ yếu nhất là Bàn Tử rốt cục thừa nhận thân phận hắn. Giờ khắc này, ngăn cách ở giữa hai cha con rốt cục biến mất, đáng tiếc, tính mạng hắn cũng đến điểm cuối cùng. Oanh một tiếng, thân thể Nam Cung Vũ nổ tung, trưởng cương bá đạo lại tốc độ không giảm, lần nữa hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới. Giờ khắc này, Tiêu Phàm bọn hắn không có sợ hãi, có chỉ là vô tận phẫn nộ, đối với chiến thần điện phẫn nộ vô tận. Chiến thần điện điện chủ vẻn vẹn là vì phát tiết lại muốn hủy diệt hàng trăm triệu sinh linh. Việc này hỏi bọn làm sao không phẫn nộ. Giết, Bàn Tử dẫn đầu giết ra, toàn thân lôi điện cuồn cuộn, thiêu đốt lên khí diễm biến sắc, khí thế của hắn không ngừng leo lên, dù là so với chiến thánh hậu kỳ cũng không thua bao nhiêu. Hắn biết rõ không phải đối thủ trưởng cương kia, nhưng vẫn một kích đánh lên, phụ thân Nam Cung Vũ hắn chết, khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lão nhị, mau lui lại, Tiêu Phàm kêu sợ hãi. Chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng tuyệt đối không phải Bàn Tử có thể địch. Hắn đang ngăn trở Bàn Tử, nhưng hắn cũng không có lùi bước, nhanh chóng xông đi lên.
Mắt thấy bản tử sắp cùng trưởng cương đụng vào, Tiêu Phàm trên đầu nổi gân xanh, thiếu chút nữa thì muốn phát điên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hư không đột nhiên dập dờn ra từng đạo gợn sóng, trước người Tiêu Phàm mỗi người bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, tràn ngập đường vân quỷ dị. Tiêu Phàm phản ứng nhanh nhất, cấp tốc từ gợn sóng trước lui ra ngoài, nhưng Bắc Thần Phong, Bàn Tử, Lăng Phong, Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm Hoàng Hỏa Hoàng bọn hắn lại căn bản chưa kịp phản ứng, tất cả đều xông đi vào. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Bắc Thần Phong bọn hắn bỗng nhiên xông vào bên trong gợn sóng vòng xoáy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một người khác không có xông vào lại là Tiểu Kim, trước tiên cảm ứng được nguy hiểm, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Trong chớp mắt, hư không chỉ còn lại Tiêu Phàm và Tiểu Kim cách đó không xa, cùng trưởng cương nhanh chóng nhào về phía hắn. Hô, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hắn tự nhiên biết rõ gợn sóng kia là thứ gì, đó là hồn văn truyền tống trận, không cần nghĩ cũng biết rõ người xuất thủ dĩ nhiên chính là Bác Lão. Hắn không nghĩ tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bác Lão lại đem nhiều người như vậy đều đưa khỏi nơi đây. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, Bác Lão trên tạo nghệ hồn văn đạt tới tầng gì, phải biết, hắn vẫn là đang cùng chiến thần điện chủ dây dưa, lại có thể cách không trong nháy mắt bố trí nhiều truyền tống trận như vậy. Phàm Nhi, nơi xa Bác Lão kêu lên sợ hãi, hắn vốn là định đem Tiêu Phàm đưa đi, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà không có xông vào bên trong vòng xoáy. Kỳ hiểu thực lực hắn rất rõ ràng, một trưởng kia không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Hồng hộc, Tiêu Phàm tu la thần dực rung động, trong nháy mắt thôi phát 5 giọt tu la thần lực, vận chuyển tu la thần thể cùng bất diệt kim thân, điều động u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn lực lượng. Mặc dù túy ông nói qua, tận lực không cần sử dụng ngoại lực, nhưng trước mặt chênh lệch 3 cái tiểu cảnh giới, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, nếu như không toàn lực ứng phó, hắn là không có khả năng tránh thoát một kích này. Huống hồ, thực lực Kỳ Hiểu so với Tư Không Vũ còn cường đại hơn rất nhiều, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có giữ lại chút nào, ép tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng trưởng cương này tốc độ cũng không chậm, hai người khoảng cách đang rút ngắn. Đồng thời, Tiểu Kim cũng chân đạp hỏa vân, trong miệng phun ra từng đạo huyết sắc hỏa diễm, trên người tản ra một cỗ long uy đáng sợ. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim một bên lui lại, một bên công kích, uy thế trưởng cương kia rốt cục yếu bớt rất nhiều. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, điều động lực lượng toàn thân, một quyền nổ tung mà ra, gần như đồng thời, móng vuốt Tiểu Kim cũng nhô ra, uy thế ngập trời. Oanh, trưởng cương, quyền cương cùng chảo cương tại hư không nổ tung, phong bạo đáng sợ quét sạch 4 phương 8 hướng, thân thể Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bay ngược mà ra, lục phủ ngũ tạng bị chấn động đến bốc lên không thôi, khóe miệng Tiêu Phàm tràn ra một tia máu tươi. Mạnh, biến thái mạnh. Đây là đánh giá Tiêu Phàm đối với thực lực Kỳ Hiểu, thực lực Kỳ Hiểu không biết mạnh mẽ hơn Tư Không Vũ gấp bao nhiêu lần, bằng không mà nói, hắn không có khả năng liền một trưởng của Kỳ Hiểu đều không tiếp nổi. Không hổ là Tu La Điện Chủ, lại có thể đón lấy một trưởng bản tọa. Kỳ Hiểu xuất hiện ở đối diện mấy trăm trưởng Tiêu Phàm, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Bắc Thần Phong cùng Lăng Phong bọn hắn bị Bác Lão đưa tiến, hắn cũng không tức giận, chỉ cần bắt sống Tiêu Phàm. Tất cả cái khác cũng không đáng kể. Giống, Tiểu Kim phẫn nộ gào thét, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên. Tiểu Kim, Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, thần sắc hờ hững. Hắn dư quang nhìn phía xa, tay trái Bác Lão cầm thiên cơ đồ tản ra lít nha lít nhít đường vân tứ phương, cơ hồ đem ly hỏa đế đô bao phủ ở bên trong. Đầy trời lôi điện không ngừng oanh kích, nhưng chính là không phá nổi đường vân ngăn cản. Đồng thời, hắn tay phải cầm vạn linh đồ, vô số sinh linh từ trong đó tuôn ra bảo vệ ly hỏa đế đô. Nhìn một màn này, tu sĩ ly hỏa đế đô đều quên chạy trốn, kinh hãi nhìn không chung, trong lòng có chút phát run. Đó là viện trưởng đại nhân cứu chúng ta. Có người nhận ra thân phận Bác Lão, trong lòng kích động tới cực điểm. Những người khác nghe vậy trong mắt đều là vẻ khó tin, đây chính là chiến thần điện điện chủ đó, dù không phải thật sự. Thực lực biết bao cường đại, nhưng chiến hồn học viện viện trưởng liền có thể cùng hắn địch nổi. Rất nhiều người mặc dù không tin nhưng lại không thể không tin, nếu như không phải viện trưởng chiến hồn học viện, hắn lại làm sao có thể bảo vệ ly hỏa đế đô. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, ly hỏa đế đô cuối cùng vẫn là còn chưa bị hủy diệt,
phải biết bên trong còn có đám người Tần Mặc, Tần Mộng Điệp cùng Lê Ngự, Tiêu Phàm không muốn bọn hắn bị giết. Thủy tổ cấp hồn văn, ngươi chính là người lần trước hủy lôi thân bản điện chủ. Chiến thần điện điện chủ thanh âm cuồng bá vang lên, kim sắc lôi điện bên trong vòng xoáy ngưng tụ thành thân ảnh trên trăm trượng. Đó là một nam tử to con khôi ngô, người khoác hoàng kim chiến giáp, toàn thân lôi điện xen lẫn, mái tóc dài vàng óng loạn vũ, bất quá lại thấy không rõ khuôn mặt. Không cút, lại hủy lôi thân ngươi. Con người bác lão băng lãnh nhìn chằm chằm không trung, khí thế đáng sợ tản ra, không có mảy may ý tứ lui bước. Hừ, chiến thần điện chủ hừ lạnh một tiếng, sát khí nở rộ, một cái bàn chân khổng lồ từ cửu thiên rơi xuống, muốn một cước giết chết bác lão. Gian ngoan không yên, lôi thân nếu hủy, bản thể ngươi chắc chắn trọng thương, vậy liền cho ngươi một chút giáo huấn, thiên địa còn không phải chiến thần điện làm chủ. Bác lão mảy may không sợ. Đưa tay vung lên, một vệt sáng từ trong tay hắn bắn ra, lưu quang tại hư không nhanh chóng phóng đại, đám người rốt cục thấy rõ ràng đó là vật gì. Đó là một tôn hình người thạch điêu to lớn, dùng thạch điêu đi cùng chiến thần điện chủ va chạm. Đám người trong lòng khẩn trương tới cực điểm, mặc dù bọn hắn tin tưởng thực lực bác lão, nhưng càng nhiều là không thể tin. Bên trong ánh mắt đám người kinh ngạc, bác lão một chỉ bắn ra, thạch điêu to lớn bỗng mở ra hai mắt, trên người chán phóng vô tận quang mang, uy áp đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra. Sống lại, đám người kêu lên sợ hãi, trong lòng bỗng nhiên rung rung, người đại ly đế triều căn bản không mấy ai gặp qua hồn điêu, cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Cũng liền một cái hô hấp thời gian, thạch điêu bỗng kim quang vạn trượng, biến thành một hoàng kim cự nhân cao mấy chục trượng, cầm trong tay hoàng kim cự kiếm, một kiếm hướng về thương khung chém tới. Mặc dù lần trước nhẹ nhõm hủy một bộ lôi thân chiến thần điện điện chủ, nhưng lần này lôi thân cũng không giống, thực lực cường đại hơn nhiều, bác lão cũng không dám khinh địch. Oanh, hoàng kim cự kiếm bộc phát ra quang mang sáng chói, đám người chỉ thấy một đạo kiếm mang không thể địch nổi xé nát thiên không, xông thẳng lôi thân chiến thần điện điện chủ. Quang mang sáng chói đâm vào mắt làm tu sĩ ly hỏa đế đô không mở được hai mắt, không ít người tiếp nhận không được cỗ khí thế bàng bạc kia, hai chân như có chút nhũn ra. Nếu như nói ở đây còn có ai có thể thấy rõ ràng chiến đấu nơi xa, cũng chỉ có Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Kỳ Hiểu. Chỉ thấy hoàng kim cự nhân bá đạo đập xuống, lấy hoàng kim cự kiếm mở đường, thế như trẻ tre. Oanh, hoàng kim kiếm cùng bàn chân khổng lồ của điện chủ chiến thần điện đâm vào cùng một chỗ, từng đầu lôi điện bắn ra tứ phương, nếu như là người bình thường đoán chừng không tiếp nhận được lôi điện giật. Nhưng mà hoàng kim cự nhân là hồn điêu, nó bản chất chỉ là một khối đá, lôi điện làm sao có thể làm gì cục đá đây? Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, kiếm khí cùng lôi điện đáng sợ đem hư không đều xé nát, thân ảnh hai người giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Làm sao có thể, đây chính là lôi thân thứ ba của điện chủ đại nhân, vô địch dưới chiến thần cảnh. Kỳ Hiểu kinh khủng nhìn phía xa. Hắn thấy, điện chủ chiến thần điện một cước tất nhiên sẽ dẫm nát hồn điêu kia, thậm chí có thể đánh giết bác lão, nhưng mà kết quả hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Vẻn vẹn một kiện hồn điêu vậy mà ngăn trở lôi thân thứ ba của điện chủ chiến thần điện, điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn điện chủ chiến thần điện phía xa, đây chỉ là lôi thân thứ ba của hắn. Lôi thân thứ ba đã cường đại như thế, lôi thân thứ hai và lôi thân thứ nhất lại khủng bố biết bao. Hơn nữa, những đây cũng chỉ là lôi thân mà thôi, bản thể hắn thì sao? Bản thể điện chủ chiến thần điện nhất định là chiến thần cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng thập phần không được bình tĩnh. Nguyên bản hắn coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh cũng không cần phải e ngại chiến thần điện, hiện tại hắn phát hiện bản thân vẫn là đánh giá quá thấp chiến thần điện. Phá, đột nhiên một tiếng quát như sấm đem tâm thần Tiêu Phàm kéo trở về, chỉ thấy khí thế đệ tam lôi thân chiến thần điện điện chủ tăng vọt, lôi điện chi lực mãnh liệt. Bàn chân màu vàng khổng lồ đột nhiên chìm xuống mấy chục trượng. Toàn thân hoàng kim cự nhân run rẩy, trên người bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, thiếu chút nữa thì vỡ nát ra. Hồn điêu cấp thủy tổ cũng không gì hơn cái này. Đệ tam lôi thân cười lạnh nói, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Nếu như là hồn điêu cấp thủy tổ, người đã sớm chết. Chiến thần điện điện chủ khinh thường, bác lão càng thêm khinh thường, trên mặt hiện lên ý cười. Ranh giới cuối cùng ngươi, ta đã biết rõ,
nhưng ranh giới cuối cùng của ta, ngươi biết không? Hả, chiến thần điện chủ nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Hô hô, bác lão đưa tay vung lên, đột nhiên lại có mấy đạo lưu quang bắn ra, ngay lúc đó, hắn một chỉ bắn ra, mấy đạo lưu quang cực tốc phóng đại, lại xuất hiện chín hoàng kim cự nhân. Đồng dạng chín hoàng kim cự nhân, thêm trước đó một tên, đây chính là 10 tên. Một hoàng kim cự nhân liền có thể cùng hắn chống lại, mặc dù rơi xuống thế hạ phong nhưng chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Bây giờ thập đại hoàng kim cự nhân liên thủ, đệ tam lôi thân của điện chủ chiến thần điện sao có thể là đối thủ bọn chúng đây? Ittt nhìn thấy chín hoàng kim cự nhân, một mảnh thanh âm hít vào lương khí vang lên, tất cả tu sĩ ly hỏa đế đô đều trừng lớn hai mắt. 10 tên, Kỳ Hiểu cùng điện chủ chiến thần điện đồng thời kêu sợ hãi. Đây hoàn toàn vượt ngoài ý muốn bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn tưởng là đệ tam lôi thân cũng đủ để quét ngang tất cả, nào sẽ nghĩ đến đại ly đế triều vậy mà sẽ gặp phải đối thủ dạng này. Giết, 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 10 hoàng kim cự nhân đồng thời gào thét, cầm hoàng kim cự kiếm trong tay giết ra, mỗi người thực lực đều cuồng bá vô biên, đừng nói chỉ là chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh đoán chừng cũng phải sợ hãi. Điện chủ chiến thần điện trước tiên nghĩ đến là chạy trốn. Đáng tiếc, bác lão đã sớm nghĩ tới chỗ này, bốn phía hư không bắt đầu vặn vẹo, lít nha lít nhít hồn văn răng đầy hư không, xen lẫn thành một chương thiên võng. A à, đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, bị 10 hoàng kim cự nhân chiến thánh đỉnh phong công sát, đây không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Điện chủ, Kỳ Hiểu kêu sợ hãi, đây hoàn toàn vượt ngoài ý muốn. Thập đại hồn điêu hoàng kim cự nhân ứng phó đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện, nhất định chính là nghiền sát. Lúc đầu hai chữ nghiền sát căn bản không có khả năng có quan hệ cùng điện chủ chiến thần điện, nhưng giờ phút này lại cực kỳ chuẩn xác. Bởi vì đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Hỗn chướng, tổn thương đệ tam lôi thân bản điện chủ muốn toàn bộ nam vực chôn cùng. Chiến thần điện chủ giống giận. Đệ tam lôi thân cùng hắn liên hệ thập phần chặt chẽ, lôi thân bị thương, bản thể hắn cũng sẽ gặp nạn, nếu như đệ tam lôi thân tử vong với hắn mà nói cũng là tổn thất to lớn. Dù hắn là điện chủ chiến thần điện cũng không thể không sử dụng thủ đoạn uy hiếp. Bản thể ngươi đến còn tạm được, nếu như ta đoán không sai, bản thể ngươi tạm thời căn bản không có khả năng xuất hiện, về phần lôi thân ngươi, đến bao nhiêu ta diệt bao nhiêu. Ngữ khí bác lão rất trầm thấp. Lại tràn ngập bá khí vô biên. Nơi xa Tiêu Phàm si ngốc nhìn bác lão, bình thường bác lão trong mắt hắn đều là ôn tồn lễ độ, mặt mũi hiền lành, hắn còn chưa bao giờ thấy qua bác lão có một mặt bá đạo như thế. Liền lôi thân điện chủ chiến thần điện nói giết liền giết, căn bản không cần do dự. Người giận thật là khủng bố. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán nói. Tiêu Phàm cũng chân chính cảm nhận được hồn điêu sư cường đại. Hồn điêu sư cùng giai bên trong cơ hồ đứng ở thế bất bại, thậm chí vượt giai chiến đấu cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, đồng dạng chiến đấu căn bản không cần bản thân động thủ, người không phải rất mạnh à, người mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể địch nổi 10 cái hoặc là 100 cái hồn điêu. Nghe thấy bác lão nói, điện chủ chiến thần điện trầm mặc, bởi vì bác lão đoán đúng, bản thể hắn còn đang bế quan, căn bản là không có cách rời đi, bằng không tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Sở dĩ tu luyện nhiều lôi thân như vậy cũng là bởi vì hắn không thể để cho chiến hồn đại lục xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Thực lực bác lão hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý muốn, đúng như bác lão nói, cho dù đệ nhị lôi thân cùng đệ nhất lôi thân hắn tới đây cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần không đột phá chiến thần cảnh, trước mặt bác lão hết thảy đều là sâu kiến. Bản điện chủ nhớ kỹ ngươi, điện chủ chiến thần điện hung ác nói. Chết! Bác lão lạnh lùng nói ra một câu, thập đại hoàng kim cự nhân đột nhiên ép xuống, cho dù đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện cũng căn bản tiếp nhận không được. Bản điện chủ sẽ để ngươi chết không nơi táng thân. Theo một đạo thanh âm cuồng bá vang lên, đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện nổ tung, hóa thành vô số lôi điện chi lực tiêu tán giữa thiên địa. Kỳ Hiểu thấy thế nào còn dám lưu ở chỗ này, quay người hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Muốn đi. Vậy cũng phải lưu lại một chút bài học. Bác lão hừ lạnh một tiếng, 10 hoàng kim cự nhân bỗng trợn mắt nhìn, bắn ra quang mang dữ tợn. Bị 10 cỗ khí thế đáng sợ khóa chặt, Kỳ Hiểu trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, thân thể đều cảm giác không thể động đậy,
Cũng đúng lúc này, ngón tay Bác Lão nhẹ nhàng bắn ra một đạo kiếm chỉ. Huyết độn, Kỳ Hiểu khẽ cắn môi, một cánh tay bỗng nổ tung, hóa thành một đám mưa máu hướng về cuối chân trời bắn nhanh đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Thực lực không ra hồn, bản sự chạy trốn cũng không tệ lắm. Con người Bác Lão hiện ra u quang, bình tĩnh nói ra một tiếng. Tiêu Phàm si ngốc nhìn Bác Lão, hắn cảm giác đây đã không phải là Bác Lão hắn biết. Giờ phút này Bác Lão quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Phàm Nhi, người tới. Bác Lão mỉm cười, hướng về phía Tiêu Phàm chào hỏi. Lão sư, Tiêu Phàm không biết vì sao, bất quá vẫn là cung kính đi đến bên người Bác Lão. Dìu ta xuống dưới, Bác Lão thu hồi vạn linh đồ cùng thiên cơ đồ, một cái cánh tay khoác trên bờ vai Tiêu Phàm, cánh tay hắn kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy bộ dáng Bác Lão, Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự, vội vàng mang theo Bác Lão hướng về phía trúc viên bay đi, theo người khác là Bác Lão mang theo Tiêu Phàm rời đi, mà không phải Tiêu Phàm mang theo Bác Lão rời đi. Tiêu Phàm mang theo Bác Lão trực tiếp tiến vào trúc lâu trong trúc viên, lấy nhãn lực hắn, chỗ nào không biết trạng thái Bác Lão giờ phút này. Phốc, Bác Lão cũng nhìn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể nhũn ra, thiếu chút nữa thì cắm đổ trên mặt đất. Lão sư, ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Bác Lão, hắn phát hiện, huyết khí trong cơ thể Bác Lão hết sức yếu ớt, cùng trước đó hăng hái hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ thi triển 10 hoàng kim cự nhân hồn điêu sẽ phải trả đại giới lớn như vậy? Trong nhận thức Tiêu Phàm, sinh tử hồn điêu thú cùng bản thân người điêu khắc là hoàn toàn không có quan hệ, Bác Lão vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Yên tâm, tạm thời còn chết không được. Bác Lão trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát, sớm biết như vậy, ta nên ngăn cản Túy Lão quỷ xuất thủ. Lão sư hắn là muốn chết ở trên chiến trường, việc này không trách ngài, hơn nữa cho dù ngăn cản, tính mạng hắn cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Tiêu Phàm nói thật, bằng không mà nói, hắn đã sớm xuất thủ cứu Túy ông. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại nghi hoặc nhìn Bác Lão, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ngươi là đang nghĩ, ta vì sao bị thương a? Lúc đầu ta không có ý định nói cho ngươi biết, bởi vì huyết văn chi thuật chính là một loại cấm thuật, không thể tu luyện. Bác Lão hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm biết rõ. Bác Lão nói như vậy là chuẩn bị nói cho hắn biết, kỳ thật từ khi Tu La truyền thừa giải phong tin tức chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm cũng biết rõ huyết văn chi thuật như thế nào. Lần trước tiến vào Tu La Điện, đường vân phía trên cửa điện chính là huyết văn trong truyền thuyết, chỉ hữu dụng Tu La Điện chủ huyết mạch mới có thể để cho huyết văn vận chuyển, mở ra Tu La Điện. Lão sư, huyết văn đều dùng để phong ấn, tại sao? Tiêu Phàm nói ra vấn đề bản thân nghi hoặc. Xem ra ta vẫn là khinh thường Tu La truyền thừa. Bác Lão khe khẽ thở dài, Tiêu Phàm biết rõ huyết văn chi thuật hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, ngừng lại nói, người nói không sai, huyết văn chi thuật bình thường là dùng để phong ấn, nhưng vạn sự vô tuyệt, huyết văn chi thuật kỳ thật cũng có thể dùng để công kích, hơn nữa uy lực so với hồn văn khác cường đại hơn nhiều. Ý lão sư là, trước đó thập đại hồn điêu cũng không phải là cửu giai đỉnh phong. Bọn hắn phát ra rõ ràng chính là khí tức cửu giai đỉnh phong. Tiêu Phàm lộ ra một mặt vẻ khó tin. Người trong nháy mắt nghĩ đến đã rất không tệ. Bác Lão gật gật đầu, nói, người nói không sai biệt lắm, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cái thứ nhất hồn điêu đúng là cửu giai đỉnh phong, mà cái khác chỉ là cửu giai hậu kỳ mà thôi. Lúc trước Tư Không Vũ xâm phạm, ta đem hắn đuổi đi, tốn mấy ngày điêu khắc ra, bởi vì thời gian có hạn. Không có khả năng điêu khắc ra 10 cửu giai đỉnh phong, cho nên cũng chỉ có thể mưu lợi. 9 hồn điêu sở dĩ có thể cường đại như thế là bởi vì bọn chúng thiêu đốt huyết khí của ta, chiến thần điện chủ trong thời gian ngắn hẳn là không dám tới. Ngay từ đầu ta và Túy lão quỷ liền biết rõ bọn hắn đến, cho nên một mực không có xuất thủ, cũng không dám toàn lực xuất thủ. Tiêu Phàm nghe vậy gật đầu, hắn rốt cục biết rõ trước đó Bác Lão tại sao để mình mang theo hắn rời đi. Nếu là Bác Lão bị những người khác phát hiện, vậy coi như phiền phức. Nguyên bản hắn trong lòng đối với Bác Lão còn có một chút nghi hoặc, bởi vì Bác Lão hoàn toàn có dạng thực lực tới cứu Túy ông, lại trơ mắt nhìn Túy ông chết đi. Bất quá bây giờ Tiêu Phàm thoải mái, Bác Lão sở dĩ không cứu được Túy ông, không phải bởi vì hắn không muốn, mà là hắn nhất định phải vì Ly Hỏa Đế Đô suy nghĩ.
Ta trước thay lão sư khôi phục thương thế rồi nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Bác lão huyết khí hết sức yếu ớt, đây đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không phải vấn đề khó khăn dường nào. Trước không nói cái này, trong thời gian ngắn, thân thể ta không việc gì. Bác lão khoát tay một cái nói, đưa tay vung lên, trên bàn đá đột nhiên xuất hiện hai bức đồ quyển. Đây là thiên cơ đồ cùng vạn linh đồ, Tiêu Phàm một cái liền nhận ra hai bức họa. Trong đó, bên trong một bức tranh vẽ vô số sinh linh, rõ ràng chỉ là một bức tranh lại tựa như một mảnh thế giới. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền tựa như bản thân đi tới một mảnh man hoang thế giới, đâu đâu cũng có hồn thú hung mãnh. Hắn đột nhiên lắc đầu, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nếu như không phải trước đó Tư Không Vũ nói ra vạn linh đồ, Tiêu Phàm cũng không nhất định biết rõ cái tên này. Sau đó hắn lại nhìn về phía một bức tranh khác, một bức huyễn cảnh là từ vô số đường cong tạo thành, lít nha lít nhít, liếc mắt nhìn một cái liền làm cho người ta tâm thần mê thất trong đó. Bức tranh này Tiêu Phàm trước kia gặp qua nhiều lần, dĩ nhiên chính là thiên cơ đồ, chỉ là so với trước đó nhìn thấy thiên cơ đồ, Tiêu Phàm phát hiện. Bức tranh này trung tuyến đầu càng thêm phức tạp loằng ngoằng. Lão sư, thiên cơ đồ này, Tiêu Phàm cau mày một cái. Ta đem nó bổ sung đầy đủ. Bác lão nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc thập phần bình thản. Lão sư đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ. Chúc mừng lão sư. Trên mặt Tiêu Phàm tràn đầy ý cười. Không có. Bác lão lắc đầu, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng thập phần không hiểu. Có thể bổ sung đầy đủ hồn văn đồ cấp thủy tổ, không phải liền là hồn điêu sư cấp thủy tổ sao? Bác lão tựa như nhìn ra tâm tư Tiêu Phàm, giải thích nói, ngươi trước đó không phải cũng là nhớ kỹ thiên cơ đồ à, ta là dựa theo ngươi nói bổ sung đầy đủ cho ta, chẳng lẽ ngươi cũng là hồn điêu sư cấp thủy tổ sao? Ách, Tiêu Phàm thập phần im lặng, bất quá hắn rất nhanh minh bạch, nói ra, lão sư, ta minh bạch. Bổ sung đầy đủ hồn văn đồ tối đa cũng đã nói lên có thể nhìn hiểu mà thôi, nhìn hiểu cũng không nhất định đại biểu có thể vận dụng. Trẻ con là dễ dạy. Bác lão khen ngợi gật đầu, muốn đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ không phải xem hiểu mấy tấm hồn văn đồ đơn giản như vậy, mà là có thể vẽ hồn văn đồ cấp thủy tổ, vì sư tốn thời gian mấy trăm năm vẫn không có bước ra một bước này, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp bước ra một bước này. Nói đến đây, bác lão thở dài một hơi. Trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Lão sư nhất định có thể phóng ra một bước này. Tiêu Phàm vội vàng nói. Ngươi không cần an ủi ta. Bác lão thoải mái cười một tiếng, tựa như đã coi nhẹ tất cả, có thể phóng ra một bước này hay không đã không trọng yếu, hai bước này vi sư sẽ đưa cho ngươi. Đưa cho ta, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bác lão, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói, không, không, lão sư, đồ vật này quá quý giá. Hiện tại với ta mà nói, hai bức cầu đã không đáng một văn. Bác lão lắc đầu, ánh mắt thập phần kiên định, những năm này, ta một mực chìm đắm thiên cơ đồ, mặc dù hồn văn chi thuật có chỗ tiến bộ nhưng tiến bộ không gian cũng không lớn, hoặc là ta nên đổi một loại phương thức, hành tẩu giữa thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa văn. Lão sư chuẩn bị rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bác lão. Nghe thấy bác lão muốn rời đi. Tiêu Phàm còn thế nào có thể bình tĩnh, phải biết một khi bác lão rời đi, chiến thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ly Hỏa Đế Đô. Người yên tâm, điện chủ chiến thần điện mặc dù nói ngoan thoại như vậy nhưng hắn cũng không dám hủy diệt một vực, cái thế giới này không phải chiến hồn điện nói là được. Bác lão thập phần chắc chắn nói. Lão sư nói là những cổ tộc đó sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Bác lão lắc đầu, nói ra, ở trong mắt người bình thường, Nam vực là yếu nhất. Kỳ thật, Nam vực là nơi phức tạp nhất, người thật sự cho rằng đệ tam lôi thân liền điện chủ chiến thần điện có thể hủy diệt Ly Hỏa Đế Đô sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì? Đương nhiên không phải, hắn chỉ là thăm dò mà thôi, đệ tam lôi thân hủy với hắn mà nói có chút tổn thương, nhưng xa xa không có ảnh hưởng lớn đến đệ nhị lôi thân cùng đệ nhất lôi thân. Bác lão giải thích nói. Điện chủ chiến thần điện đến cùng là thứ gì, làm sao nhiều lôi thân như vậy, hơn nữa đều cường đại như thế. Tiêu Phàm vừa nghĩ tới điện chủ chiến thần điện cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Không cần nghĩ cũng biết, điện chủ chiến thần điện nhất định là tu vi chiến thần cảnh. Hắn, hiện tại ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì,
bất quá thân phận hắn lúc đầu là chiến tộc lão tổ. Bác lão nói ra, hắn cũng không phải thập phần hiểu điện chủ chiến thần điện. Con người Tiêu Phàm khẽ run lên, trong lòng trầm ngâm nói, đời trước Tu La Điện chủ nói qua, chiến tộc vốn là đồng minh chiến hữu của Tu La Điện, về sau làm phản. Điện chủ chiến thần điện muốn bắt ta, chẳng lẽ chính là hắn làm phản? Lúc trước bọn hắn là đồng minh là vì ứng phó gì đây? Trong lòng Tiêu Phàm thập phần kinh ngạc, tựa như biết rõ một cái đại bí mật, hắn càng thêm kinh ngạc là lúc trước là ai diệt Tu La Điện chủ, Tu La Điện chủ đối với chiến thần điện là cực kỳ khinh thường. Chiến tộc lão tổ, hắn lại vì sao muốn thăm dò Nam vực đây? Tiêu Phàm lại hỏi, ta trước đó không phải đã nói sao, thiên hạ này còn không phải chiến thần điện nói là được, chỉ ít có không ít thế lực yếu hơn chiến thần điện tồn tại, chỉ là ẩn nấp mà thôi, liền tựa như những cổ tộc đó. Bác lão không sợ người khác làm phiền giải thích nói, đương nhiên, ta có thể xác định nói cho người biết, Nam vực không có cổ tộc. Không có cổ tộc, vậy còn có người nào có thể cùng chiến thần điện giao phong? Tiêu Phàm thập phần buồn bực, hắn biết rõ bác lão khẳng định biết rõ, chỉ là không nguyện ý nói cho hắn biết mà thôi. Chờ đã, năm đó tam đại chí cao thần điện cùng tồn tại, liền cổ tộc đều lui tránh ba phần, Tu La Điện hủy diệt, truyền thừa điện mặc dù một phân thành hai, nhưng nó y nguyên tồn tại. Tiêu Phàm tựa như suy nghĩ gì. Sau đó đột nhiên kinh ngạc nhìn bác lão nói, lão sư, ngươi là nói truyền thừa điện tại Nam vực. Ngươi có thể biết rõ nó ở đâu, không nghĩ tới bị ngươi đoán được. Bác lão mỉm cười, ý vị thâm trường nói, chỗ đó, ngươi đã đi qua. Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua vô số hình ảnh, cuối cùng xác định một cái địa phương, chỉ là hắn lại không thể tin được, đành phải hỏi, lão sư, không phải là chỗ đó chứ? Ngươi nói đúng liền đúng. Bác lão gật gật đầu, cũng chưa điểm phá. Nguyên lai ta đã sớm tiếp xúc với truyền thừa điện, trong lòng Tiêu Phàm thập phần không được bình tĩnh, tựa như làm một giấc mộng. Ta liền rời đi, chiến thần điện cũng không dám đối với Nam vực đại khai sát giới, trừ phi nó thực chuẩn bị cùng khắp thiên hạ là địch. Bác lão cười cười nói, trên mặt đều là vẻ tự tin, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Phàm Nhi, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm cái gì? Xây dựng Tu La Điện, tìm phụ mẫu, giết đến tận chiến thần điện. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, ngữ khí âm vang hữu lực. Trước mặt bác lão, hắn không cần thiết nói láo, đây đúng là một cái kế hoạch, chiến thần điện, Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua. Ngươi đã thành lập Tu La Điện, bác lão hơi hơi ngoài ý muốn, Tiêu Phàm thật đúng là lôi lệ phong hành a, vừa mới đột phá chiến thánh cảnh vậy mà liền thành lập Tu La Điện. Nếu như bị chiến thần điện biết rõ, đoán chừng sẽ trước tiên giết đến tận cửa. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn không cần thiết giấu giếm bác lão, lão sư, người có biết phương pháp truyền âm xa hay không? Có, bất quá rất khó. Bác lão tự nhiên biết rõ ý nghĩ Tiêu Phàm, bây giờ Tu La Điện vừa mới thành lập, nếu có đồ vật truyền âm vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Còn mời lão sư chỉ giáo. Trong lòng Tiêu Phàm vui vẻ, khó cũng không sợ, sợ là tìm không thấy phương pháp. Trên đời này có một loại thạch đầu, tên là thiên âm thạch, chỉ cần trên đá khắc lục truyền tống hồn văn thanh âm, dùng hồn lực thôi động hồn văn là có thể đem thanh âm truyền tống đi. Trên lý luận bên trong phạm vi cửu vực hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, truyền tống hồn văn ta đây có không ít, người tự mình lĩnh ngộ. Bác lão nói ra, sau đó lại lấy ra mấy bản thư tịch đưa cho Tiêu Phàm, rất hiển nhiên chính là truyền tống hồn văn. Đa tạ lão sư, ta nhất định hảo hảo lĩnh ngộ. Tiêu Phàm không chút do dự thu hồi những sách vở này, bây giờ đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ, khắc mấy cái truyền tống hồn văn hẳn là không có vấn đề. Chỉ là thiên âm thạch muốn tìm tới liền không phải đơn giản, bất quá Tiêu Phàm đã ra quyết định, cho dù Nam vực không có, vậy liền đi nơi khác tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm được. Tu La Điện vừa mới thành lập, nếu như nắm giữ công cụ truyền âm liền có thể tùy ý liên hệ, như thế liền thuận tiện hơn rất nhiều. Hai bức đồ này ngươi cũng nhận lấy đi, lúc ngươi hoàn toàn nhìn minh bạch, ta hy vọng ngươi đừng quá mức dựa vào bọn nó mà là dựa vào năng lực chính mình làm ra một bộ hồn văn đồ cấp thủy tổ mới, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bác lão hít sâu một cái nói. Hắn đối Tiêu Phàm thập phần tự tin, thậm chí còn vượt qua bản thân hắn. Tiêu Phàm cũng không do dự nữa, hai bức thủy tổ cấp hồn văn đồ với hắn mà nói quả thật đại dụng. Mặt khác,
Túy lão quỷ khi còn sống đã nói, ngươi phải ghi nhớ trong lòng, nhất định không thể sử dụng ngoại lực quá nhiều. Theo ta nhận biết, thiên phú túy lão quỷ tuyệt đối xếp hạng thứ ba, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời. Bác lão lại nhắc nhở nói. Vừa nói đến túy ông, thần sắc bác lão cũng có chút buồn bã, hắn cả một đời chỉ có một hai hảo hữu như thế, bây giờ chỉ còn lại hắn và hề lão. Đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Đừng cho là ta đùa giỡn với ngươi, ngươi có biết túy lão quỷ là chiến hồn mấy phẩm không? Bác lão chỗ nào nhìn không ra, Tiêu Phàm vẫn không có quá đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm lắc đầu, bác lão lại nói, hắn chỉ là bát phẩm chiến hồn mà thôi, nhưng thực lực hắn vô địch dưới chiến thần cảnh, nếu như không phải hai người Diêm La Thiên Tử cùng môn chủ La Sinh Môn đánh lén, hắn cũng sẽ không trọng thương. Bát phẩm chiến hồn, con người Tiêu Phàm co rụt lại, trước tiên nghĩ đến liền là không có khả năng, nhưng bác lão tất yếu lửa hắn sao? Hiển nhiên không có. Cái kia liền chỉ có một khả năng, túy ông thực chỉ là bát phẩm chiến hồn. Chỉ là bát phẩm chiến hồn làm sao có thể đột phá chiến thánh đỉnh phong đây? Không sai, chính là bát phẩm chiến hồn, bởi vì hắn rất ít tu luyện hồn lực mà là tu luyện chiến kỹ cùng thể chất, mỗi một chiêu đều đem hồn lực áp xúc đến cực hạn, gần như không cảm ứng được hồn lực tồn tại, cho nên hắn mới là sát thủ chi vương chân chính, thời đại hắn không ai có thể siêu việt hơn. Nói đến túy ông, bác lão càng ngày càng kích động. Thế gian này, túy ông có lẽ là một người duy nhất hắn kính nể. Lão sư, ta biết rõ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó lấy ra mấy cây long văn kim châm, đột nhiên đánh vào thể nội bản thân. Con người hắn vô cùng kiên định, nói ra, từ hiện trở đi, ta liền phong ấn bản thân, bao gồm huyết mạch cùng hồn hải, không phải vạn bất đắc dĩ, ta đều chỉ dựa vào chiến kỹ cùng kinh nghiệm chân chính để chiến đấu. Mặc dù nói với bác lão là hồn hải, nhưng Tiêu Phàm lại căn bản không có hồn hải, bất quá hắn cũng phong ấn tất cả không gian trong đan điền, hiện tại hắn là một người không thể thi triển ra chiến hồn. Ta tin tưởng ngươi sẽ siêu việt hơn túy lão quỷ. Bác lão hài lòng cười nói. Bác lão quái. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm hơi có vẻ già nua, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động, thanh âm này khá là quen thuộc. Két một tiếng, cửa phòng mở ra. Tiêu Phàm vịn bác lão đi ra, trong sân đứng đấy một đạo thân ảnh hơi có vẻ còng xuống cùng gầy gò, tựa như gió lớn thổi liền sẽ phá ngược. Gặp qua hề lão, Tiêu Phàm tiến lên hơi hơi thi lễ, người tới không phải ai khác, chính là hề lão. Hề lão đến nơi này làm cái gì đây? Trong lòng Tiêu Phàm có chút nghi hoặc. Hơn nữa hắn phát hiện, hề lão cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong, bất quá vừa nghĩ tới hề lão chủ công luyện dược, hắn cũng liền thoải mái. Tu vi cũng không có nghĩa là tất cả, chỉ bằng thân phận bát phẩm luyện dược sư, hề lão trong một đám đế triều cũng là hy hữu tồn tại. Hề lão quái, làm sao ngươi tới? Bác lão cổ quái nhìn hề lão, khí huyết vẫn có chút suy yếu, muốn trong thời gian ngắn bù lại, cái kia là không có khả năng, trừ phi có bổ sung huyết linh dược hoặc là đan dược. Đương nhiên tất cả những thứ này Tiêu Phàm cũng không thiếu, chỉ là hiện tại hắn còn chưa kịp luyện chế mà thôi. Nghe bác lão nói, trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngạc, bác lão là lão quái vật sống mấy trăm năm, có thể được hắn xưng là lão quái, làm sao cũng phải sống mấy trăm năm. Thế nhưng hề lão chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong tu vi, khí huyết có thể chèo chống hắn sống mấy trăm năm sao? Đáp án là không có khả năng, nhìn đến trên người hề lão cũng có bí mật không muốn người biết. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, làm sao, ta liền không thể tới sao? Tuy ta không có thực lực cùng người chiến thần điện đọ sức chém giết, nhưng ta cũng có thể cung cấp hậu viện nha. Hề lão khẽ mỉm cười nói, khó được mở lời nói đùa. Dứt lời, hề lão lấy ra một biên bạch sắc đan dược óng ánh trong suốt, lưu chuyển quang trạch, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt. Cửu phẩm thiên thọ đan, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn hề lão, không nghĩ tới trên tay hề lão vẫn còn có loại cực phẩm đan dược này. Ngàn thọ đan. Là dược cực ít có thể bổ sung khí huyết đan A, hơn nữa còn là một loại cao cấp nhất. Mặc dù nói gia tăng ngàn năm thọ nguyên có chút khoa trương, nhưng gia tăng huyết khí 100 năm vẫn không thành vấn đề. Viên đan dược này nếu đặt ở thánh thành tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời, dù là trong cổ tộc cũng là cực kỳ chân quý. Trăm năm huyết khí, đây chính là tương đương với trăm năm thọ nguyên, nhìn như không phải rất nhiều,
nhưng đối với những đại gia tộc nắm giữ chiến thánh cảnh mà nói, viên đan dược này vô cùng trân quý. Một viên thiên thọ đan tương đương với bảo trụ một cái gia tộc trăm năm không suy, có thể thấy thiên thọ đan trân quý đến mức nào. Vậy thì cảm ơn. Bác lão không chút khách khí cầm lấy thiên thọ đan, một ngụm nuốt vào. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ hồn lực bá đạo ba động từ trên người bác lão bộc phát ra, Tiêu Phàm bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Huyết khí thật bá đạo. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bác lão biến hóa, chỉ thấy nguyên bản sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt trở nên hồng nhuận phơn phớt vô cùng, cả người đều cảm giác trẻ hơn nhiều tuổi. Ha ha, Hề lão quái, lần này xem ra ta kiếm bộn. Bác lão cười ha ha một tiếng nói. Đáng tiếc, Túy lão quỷ đã đi. Hề lão thở dài, bằng không thiên thọ đan có lẽ còn có thể cho hắn dùng một cái, nhiều thêm mấy ngày tính mệnh. Hề lão không cần tự trách, coi như dùng ngàn thọ đan cũng không thể cứu lão sư. Tiêu Phàm an ủi, mặc dù cái chết Túy ông làm hắn khó mà tiếp nhận, nhưng cái này đã là sự thật. Hy vọng Túy lão quỷ tại Hoàng Tuyền lộ chớ đi quá nhanh, đến lúc đó chúng ta có lẽ còn có thể đuổi kịp hắn. Bác lão nói ra, hắn đã hoàn toàn không quan tâm sinh tử, Hề lão quái, thiên thọ đan này không phải là ngươi tự mình luyện chế ra đi. Hề lão gật đầu nói, vừa nãy nhìn ngươi dùng 10 tôn huyết hồn điêu chiến đấu, ta liền thử nghiệm luyện chế một cái, không nghĩ tới thành công. Chúc mừng Hề lão tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư. Tiêu Phàm chúc mừng, trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục thiên phú Hề lão luyện dược, rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh lại có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Việc này đã vô cùng hy hữu. Dù là Tiêu Phàm ban đầu ở chiến đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm được, nghĩ vậy, nội tâm Tiêu Phàm có chút kính nể năng lực Hề lão. Chúc mừng hắn làm cái gì, hắn vốn chính là cửu phẩm luyện dược sư. Bác lão đột nhiên mở miệng nói ra, hấp thu đan dược, hắn đã nhìn qua cùng bình thường không có bất kỳ khác nhau nào. À, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Hề lão vẫn luôn là cửu phẩm luyện dược sư. Ngươi cảm thấy một chiến đế cảnh có thể sống mấy trăm năm sao? Bác lão lờ đễnh nói ra. Đây chính là vấn đề Tiêu Phàm nghĩ không ra, đang lúc bác lão còn chuẩn bị nói, Hề lão vội vàng ngắt lời nói, việc này không nói cũng được, Tiêu Phàm, ta lần này đến nơi này là tìm ngươi. Tìm ta, Tiêu Phàm trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, chỉ bản thân. Không sai, lúc trước ngươi từ ta lấy đi huyền tâm đan, ngươi còn nhớ ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Hề lão cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm tự nhiên nhớ kỹ lúc trước đáp ứng Hề lão, bởi vì hắn vội vàng muốn có được huyền tâm đan cho nên cho Hề lão một cái cam kết. Chỉ cần Hề lão cần, cho dù sông pha khói lửa cũng không chối từ. Vãn bối nhớ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Ta nói Hề lão quái, ngươi không phải đến lừa phỉnh đồ đệ bảo bối của ta chứ, coi như ta nguyện ý, Túy lão quỷ cũng khẳng định không nguyện ý. Bác lão có chút không vui. Hắn cực kỳ bảo hộ người mình. Nếu như Hề lão muốn làm khó Tiêu Phàm, bác lão là khẳng định sẽ không đáp ứng. Yên tâm, ta làm sao có thể làm khó Minh Châu sáng chói của Nam vực được. Hề lão cười ha ha một tiếng, bác lão quái, vạn thánh dược điển sắp đến rồi. Vạn thánh dược điển, bác lão mị mị hai mắt, thật sâu nhìn Hề lão một cái nói, ý ngươi là muốn cho Phàm Nhi đi theo Sở gia ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh. Tựa như hắn đã sớm biết rõ, không chút do dự gật đầu nói, Hề lão, ta với ngươi đi. Trước đó Tiêu Phàm gặp gỡ Sở Vân Bắc, chính là Sở gia dòng chính, hơn nữa còn là biểu ca hắn, đọc ký ức Sở Vân Bắc về sau, Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ vạn thánh dược điển. Nguyên bản hắn còn muốn một người lặng lẽ tiến về thiên vực Sở gia, chỉ là bởi như vậy sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới Hề lão cũng đột nhiên nhắc chuyện này, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phàm Nhi, ngươi phải rõ ràng, thân phận ngươi hiện tại đã bại lộ, ai cũng có thể nhận ra ngươi. Bác lão lo lắng nói. Lão sư yên tâm. Tiêu Phàm mỉm cười, đột nhiên, thân thể một trận ngọa nguậy, chỉ một lát sau về sau, hình dạng Tiêu Phàm lập tức đại biến, thoáng có chút thành thục, nhìn qua như 25-26 tuổi. Chủ yếu nhất là, khí tức hồn lực trên người hắn cũng phát sinh biến hóa, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cái này... Bác lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn Tiêu Phàm biến hóa, hắn cũng tuyệt đối không nhận ra Tiêu Phàm. Ha ha, quả nhiên không hổ là Tu La Điện Chủ. Hề lão cười ha ha một tiếng,
cũng vì thủ đoạn Tiêu Phàm kỳ lạ, trước đó hắn cũng lo lắng vấn đề tướng mạo cùng hồn lực Tiêu Phàm, hiện tại nhìn đến, hoàn toàn không cần lo lắng. Như thế ta cũng yên tâm. Bác lão mở miệng nói. Cách vạn thánh dược điển không xa, nếu như ngươi có sự tình gì thì mau chóng chuẩn bị một chút đi. Hề lão còn nói thêm. Lão sư, Bắc Thần Phong cùng lão tam bọn họ đâu? Tiêu Phàm hỏi. Yên tâm, bọn hắn không có gì, chỉ bất quá bọn hắn thực lực quá thấp, ta đưa bọn hắn đi địa phương nên đi học hỏi kinh nghiệm. Bác lão cười thần bí nói, mặt khác, Tiêu gia ngươi cũng không cần lo lắng, tuyệt đối không có việc gì. Tốt, vậy ta cũng không tất yếu chuẩn bị cái gì, chờ trở về an táng lão sư, ta liền tùy thời có thể xuất phát. Tiêu Phàm nhìn về phía hề lão, thần sắc hết sức trịnh trọng nói. Bác lão nói không cần lo lắng an nguy Tiêu gia, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không hoài nghi, hắn hiện tại chỉ muốn tìm cha mẹ mình, cùng tìm muội không thấy mặt, mang bọn họ rời khỏi Sở gia. Hề lão đi, hai người định sau 3 ngày xuất phát, Tiêu Phàm chỗ nào cũng không đi, liền lưu lại bồi tiếp bác lão. Bác lão cũng chuẩn bị sau 3 ngày rời đi, dạo chơi thiên hạ, lĩnh ngộ thiên địa vết tích, có lẽ một ngày kia có thể đột phá hồn văn sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết. Tiểu Kim, nếu không ngươi lưu ở chỗ này, ánh mắt Tiêu Phàm một mực rơi vào trên người Tiểu Kim trong sân. Tiểu Kim mặc dù biến đổi bộ dáng, nhưng người hữu tâm còn có thể nhận ra, mang theo nó khó tránh khỏi bại lộ thân phận. Giống giống Tiểu Kim nghe vậy lập tức bắt đầu nôn nóng, sau một khắc, thân hình Tiểu Kim lóe lên, quanh thân toát ra một cỗ hàn khí, nguyên bản huyết bộ lông màu vàng óng trong nháy mắt biến thành màu trắng. Hơn nữa, thân thể cũng thu nhỏ. Nhìn qua liền tựa như một mèo con màu trắng, không có uy nghiêm của sư tử. Tiểu Kim, người cũng biết biến hóa. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tiểu Kim, hai cánh tay đem nó ôm. Một bên bác lão cũng hết sức ngạc nhiên nhìn Tiểu Kim, hắn phát hiện chính mình cũng có chút nhìn không thấu Tiểu Kim. Trước kia hắn còn có thể nhìn ra Tiểu Kim là Hoàng Kim Thánh Sư, nhưng hiện tại cùng Hoàng Kim Thánh Sư chênh lệch càng lúc càng lớn. Đang lúc bác lão cùng Tiêu Phàm đang đàm luận hồn văn tâm đắc, Huyết Vô Tuyệt đi tới, trong ngực hắn còn ôm một đạo thân ảnh, trừ túy ông còn có thể là ai. Tiêu Phàm cùng bác lão hai người thấy thế vội vàng đi qua, hai người thần sắc đều không dễ nhìn. Ta muốn đem lão sư chôn ở Tiêu Thành. Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn về phía bác lão cùng Huyết Vô Tuyệt nói. Nguyên bản hắn đã không có ý định về Tiêu gia, hiện tại nhìn đến lại có tất yếu, Tiêu Phàm muốn rời đi, Huyết Vô Tuyệt cùng bác lão cũng phải rời đi. Không thể đem túy ông chôn ở hoang sơn dã lĩnh, không người hỏi thăm. Tại Tiêu Thành cũng có người trông nom, chỉ cần Tiêu Phàm nói một câu, Tiêu Hàn bọn hắn nhất định sẽ đem mộ phần túy ông chăm sóc rất tốt. Đi nhanh về nhanh. Bác lão gật đầu nói. Lấy tốc độ 4 người bọn họ đi Tiêu Thành cũng liền không đến nửa ngày thời gian mà thôi. Tiêu Phàm bọn hắn không làm kinh động quá nhiều người, chỉ tìm Tiêu Hàn cùng một đám trưởng lão Tiêu gia. Tiêu Phàm chuẩn bị đem thi thể túy ông chôn ở Tiêu gia mộ tổ, tự nhiên cũng phải trưng cầu ý kiến những người khác, bất quá khẳng định cũng không người phản đối. Bọn hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, sau 1 ngày, Tiêu Phàm bọn hắn lại lần nữa trở lại Ly Hỏa Đế Đô. Từ khi bước vào Đại Yến Vương Triều một khắc kia trở đi, Tiêu Phàm luôn cảm giác âm thầm có mấy con mắt theo dõi hắn, loại cảm giác này làm hắn thập phần khó chịu. Bất quá Tiêu Phàm cũng đoán được lai lịch những người này. Cũng không có đi truy đến cùng. Sư đệ, ta đây liền chuẩn bị rời đi, Yêu Nhiêu cùng Niệm Niệm cùng ta đi, người muốn hay không? Huyết Vô Tuyệt nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Không cần. Không đợi Huyết Vô Tuyệt nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy lời nói, sư huynh, đến bên kia làm phiền ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Huyết Vô Tuyệt hơi có chút thất lạc, bất quá ngoài mặt vẫn là bảo trì bình tĩnh nói, yên tâm, Yêu Nhiêu cùng Niệm Niệm đều là muội muội ta. Bảo hộ bọn họ là việc nên làm. Tiêu Phàm cười cười, hắn chỗ nào không biết ý tứ Huyết Vô Tuyệt đây, chỉ là hiện tại nhìn thấy lại như thế nào, cuối cùng vẫn muốn phân biệt, lần sau không biết lúc nào gặp lại, gặp mặt chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Huyết Vô Tuyệt đi, hắn mang theo người Huyết Lâu chuẩn bị tiến về huyền vực, Tiêu Phàm đứng ở đó có chút thất thần. Phàm Nhi, cái này không giống phong cách ngươi, muốn đến thì đến, nam tử hán đại trượng phu, không cần do dự dự. Bác lão nói ra, vâng, lão sư. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, mang theo Tiểu Kim hai người biến mất tại chỗ.
bên trong một tòa tiểu viện Ly Hỏa Đế Đô, nguyên lai Huyết Lâu không ít bộ hạ cũ tụ tập tại cùng một chỗ, những người này đều là người trung thành nhất Huyết Lâu, chịu đựng được trùng điệp khảo nghiệm. Lúc Huyết Vô Tuyệt trở lại tiểu viện, một bóng người xinh đẹp ôm một tiểu nữ hài đi tới, chính là Huyết Yêu Nhiêu cùng Tiêu Niệm Niệm. Huyết Yêu Nhiêu vẫn vũ mị yêu nhiêu như vậy, Tiêu Niệm Niệm thanh thuần đáng yêu, hai người nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt một người trở về, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Huyết ca ca, đại ca ca không đến thăm chúng ta sao? Tiêu Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lăn xuống, hai cái tay nhỏ bưng lấy viên hạt châu màu tím trên ngực, đó chính là lễ vật tử thần châu Tiêu Phàm đưa cho nàng. Đại ca ca ngươi có sự tình, chờ có thời gian sẽ tới nhìn ngươi, Niệm Niệm phải nhanh nhanh lớn lên. Huyết Vô Tuyệt mang ý cười trên mặt, hắn không muốn để cho một đứa bé thất vọng. Ân, vậy ta cũng nhanh nhanh lớn lên, đến thời điểm đại ca ca không đến thăm ta, ta liền cố gắng mạnh lên, sau đó đi tìm đại ca ca. Tiêu Niệm Niệm kiên định gật đầu. Nhìn Tiêu Niệm Niệm ánh mắt kiên định, Huyết Yêu Nhiêu cũng trùng điệp gật đầu. Một màn này Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim núp trong bóng tối nhìn nhất thanh nhị sở, mũi Tiêu Phàm có chút mỏi như, dùng thanh âm chỉ có hắn có thể nghe được chậm chạp nói, chờ đại ca ca đủ mạnh sẽ trở lại thăm ngươi. Tiêu Phàm sở dĩ không nguyện ý gặp bọn hắn, nguyên nhân là bởi vì hắn chuẩn bị tiến về thiên vực sở ra, vạn thánh dược điển như thế nào hắn ngược lại là không quan tâm. Chỉ là hắn nhất định muốn cứu cha mẹ của hắn cùng tỷ muội chưa từng gặp mặt. Quá trình này hắn nhất định sẽ cùng sở ra phát sinh xung đột, kết quả cuối cùng như thế nào không phải Tiêu Phàm có thể dự kiến. Dù sao, sở ra chính là cổ tộc, đại gia tộc cao cấp nhất chiến hồn đại lục, thực lực sở ra như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng không thể so với chiến thần điện kém đi nơi nào. Chuyến đi này có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số, hắn đã chuẩn bị dự định xấu nhất. Tiêu Niệm Niệm cùng Huyết Yêu Nhiêu đã lâu như vậy không gặp. Các nàng cũng đã chậm rãi quen thuộc, nếu như hiện tại nhìn thấy bọn hắn, đến thời điểm bản thân xảy ra việc ngoài ý muốn, các nàng nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Tiêu Phàm là một kẻ không chịu được người khác buồn, đối với hắn mà nói, xa xa nhìn một chút liền đầy đủ. Lúc trạng vạng tối, Tiêu Phàm nhìn chăm chú bên trong, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Niệm Niệm cùng người Huyết Lâu rời đi, lúc đạp không mà lên, ánh mắt Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên nhìn tới. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên liền tại chỗ biến mất. Người Huyết Lâu rời đi, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim trở lại chỗ ở Bắc Lão, ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, một ngày này Hề Lão đúng hạn mà tới. Tiêu Phàm, người chuẩn bị kỹ càng chưa? Hề Lão hỏi, ngày hôm qua, người Vô Song Thánh Thành đã truyền tin tới, chúng ta có ba ngày thời gian chạy tới Vô Song Thánh Thành. Không phải đi sở ra à, vì sao lại đi Vô Song Thánh Thành? Tiêu Phàm buồn bực. Trong đầu bỗng lóe qua mấy đạo thân ảnh, chính là Sở Vân Bắc bọn hắn. Tiếp theo lời nói Hề Lão cũng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, chỉ thấy Hề Lão nói ra, sở ra phái tới một chiếc phi độ chiến thuyền tại Vô Song Thánh Thành, mang theo chúng ta tiến về sở ra, nếu như chỉ dựa vào chúng ta là không có khả năng tìm tới cổ tộc sở ra. Tiêu Phàm gật đầu, Hề Lão nói hắn ngược lại không hoài nghi. Chủ yếu nhất là hắn cũng rõ ràng cổ tộc sở ra rất có thể là nằm ở bên trong không gian bí cảnh, muốn đi vào sở ra nhất định phải biết rõ không gian nhập khẩu bí cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút may mắn có vạn thánh dược điển, hơn nữa sở ra vừa lúc là thế gia luyện dược ngàn năm. Bằng không mà nói, hắn muốn chui vào sở ra đó là cơ hồ không có khả năng. Lúc này, Tiêu Phàm, Tiểu Kim dưới sự hướng dẫn của Hề Lão rời đi. Đối với chuyến đi sở ra này, Tiêu Phàm cũng tràn ngập chờ mong, lần này lại sẽ phát sinh gì đây? Dãy núi lui lại, ba đạo lưu quang nhanh chóng đi xuyên qua dãy núi, người mắt thường căn bản bắt không kịp thân ảnh bọn hắn. Tiêu Phàm, người mặc dù biến dung mạo nhưng danh tự vẫn dễ dàng bại lộ thân phận ngươi. Một đạo thanh âm hơi có vẻ già nua vang lên. Rất hiển nhiên, ba đạo lưu quang không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Hề Lão. Mở miệng nói chuyện lại là Hề Lão. Đây cũng là một vấn đề. Tiêu Phàm gật đầu, cau mày, ngay từ đầu hắn còn thật không có nghĩ đến vấn đề này, coi là cải biến dung mạo liền đầy đủ. Không chỉ đổi tên ngươi, danh tự Tiểu Kim cũng phải đổi. Hề Lão trịnh trọng nói ra. Tên Tiểu Kim dễ dàng đổi, gọi Tiểu Bạch là được. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi nói ra, Tiểu Kim hiện tại một bộ lông màu trắng. Không gọi Tiểu Bạch thật đúng là lãng phí.
Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, dương nanh múa vuốt, hiển nhiên là kháng nghị cái tên này, đáng tiếc nó lại không thể mở miệng nói chuyện. Kháng nghị cũng vô dụng. Tiêu Phàm cười nói, sau đó lâm vào trầm tư, Tiểu Kim lấy danh tự này, vậy mình lấy tên gì đây? Một cái tên mà thôi, có phiền toái như vậy sao? Hề lão cổ quái nhìn Tiêu Phàm, trong mắt hắn, danh tự chỉ bất quá là một cái điểm tốt mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại là nghĩ đến một cái tên, nhân đồ, bất quá cảm giác cái tên này quá bá đạo, ở kiếp trước cái tên này đó cũng cực kỳ rung động. Liền gọi kiếm hồng trần đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn giờ phút này phong ấn bản thân, lớn nhất ỷ vào chính là một thanh tu la kiếm, luyện tâm trong hồng trần. Tên gọi không tồi. Hề lão gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa, một chiếc phi độ chiến thuyền to lớn tiến vào tầm mắt bọn hắn. Phi độ chiến thuyền của bọn Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hơi xúc động một chút, hắn rất rõ ràng cảm ứng được năm đạo thân ảnh phía trên phi độ chiến thuyền, hơn nữa rất rõ ràng biết rõ trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hề lão, không cần đi vô song thánh thành sao? Tiêu Phàm hỏi. Đế triều không có chiến hồn điện cho phép thì không có tư cách tiến vào vô song thánh thành, dù sao phía trước cách vô song thánh thành cũng không phải rất xa, người bát đại đế triều khác cũng đều ở chỗ này tập hợp. Hề lão giải thích nói. Nói đến đây, trên mặt hề lão có chút đắng chát, nói thực sự, nguyên bản vạn thánh dược điển lần này ta dự định từ bỏ, không nghĩ tới gặp ngươi, nam vực cửu đại đế triều đoán chừng cũng chỉ có ngươi một người ly hỏa đế đô chúng ta tham gia. Áp lực ngươi đoán chừng có chút lớn. Nói xong thần sắc hề lão xấu hổ một trận, có chút ngại ngùng nhìn Tiêu Phàm. Có áp lực mới có động lực nha. Tiêu Phàm cười ha ha, kỳ thật hắn cũng nói kiểu này mà thôi, hắn tham gia vạn thánh dược điển không phải vì đoạt thứ tự, chỉ vì tiến vào sở gia mà thôi, nào có áp lực gì. Đương nhiên, vạn thánh dược điển không có áp lực, nhưng cứu phụ mẫu áp lực lại không nhỏ. Hiện tại nhìn đến cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vừa đi vừa nói, hai người đã đi tới phi độ chiến thuyền, hề lão lấy ra một khối lệnh bài, đó là hội trưởng luyện dược sư công hội. A, Đại Ly Đế Triều. Đại Ly Đế Triều không phải đã bị chiến thần điện công chiếm sao? Vẫn còn có người đến tham gia vạn thánh dược điển. Lệnh bài cũng không phải giả, bất quá chỉ có một người đến tham gia, đoán chừng những người khác của Đại Ly Đế Triều đã chết. Đừng nói cho ta, bọn hắn để mèo con này tới tham gia vạn thánh dược điển. Ha ha, dám đắc tội chiến thần điện, nhất định chính là tự chịu diệt vong nha, có thể có một người cùng một đầu xúc sinh liền đã rất không tệ. Nhìn thấy lệnh bài hề lão, tu sĩ đế triều khác chạy tới trước lập tức không kiêng nể gì cả chế giễu. Bất quá hề lão cùng Tiêu Phàm hai người lại thêm một con mèo nhỏ, nhìn qua quả thật có chút khó coi, đế triều khác ít nhất đều có tầm 10 người tham gia. Tối đa nhất 2030 người. Khụ khụ, kiếm hồng trần, chúng ta đi thôi. Hề lão hơi có chút xấu hổ nhìn Tiêu Phàm, cũng không phải hắn không nguyện ý mang nhiều người như vậy, mà hắn biết cho dù mang nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. 10 tên, 100 tên, đoán chừng đều không bằng một mình Tiêu Phàm, hề lão tràn ngập lòng tin đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, nếu là bình thường hắn có lẽ còn muốn tranh một hơi, nhưng hiện tại lấy tâm tính hắn. Những người này cũng chính là một nhóm chó mèo mà thôi, cùng bọn hắn tranh phong, sẽ giảm thân phận bản thân xuống. Nhàn nhạt quét bọn hắn, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim chào hỏi một tiếng liền hướng phi độ chiến thuyền bay đi. Người trẻ tuổi, người cái ánh mắt này là gì? Đột nhiên, phía trước một nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng, lách mình ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn bọn hắn loại liền tựa như nhìn một cái đám người ngu, tràn ngập coi thường và khinh thường. Điều này khiến hắn thập phần khó chịu. Tránh ra, Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra hai chữ, thanh âm mang theo tử tính rất có lực xuyên thấu. Nam tử khôi ngô đại khái chừng 30 tuổi, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tu vi nam tử khôi ngô, cũng là chiến đế trung kỳ mà thôi, dạng thực lực này đặt ở cửu đại đế triều xem như không tồi. Nhưng nếu như tại vô song thánh thành mà nói, cái gì đều không phải, huống chi ở trong mắt Tiêu Phàm hắn. Ngươi cùng ta nói chuyện, chỉ bằng thân thể nhỏ của ngươi, ta một tay liền có thể bóp chết ngươi. Nam tử khôi ngô nghe vậy lập tức giận tím mặt. Một người trẻ tuổi yếu đuối cũng dám không nhìn bản thân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tiểu tử này ngốc,
cũng dám phách lối với Trương Hạo như thế, đừng tưởng rằng Trương Hạo là một luyện dược sư liền xem thường hắn, thực lực hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Ta nghe nói hắn đã sớm đột phá chiến đế cảnh, hiện tại đoán chừng là chiến đế cảnh trung kỳ rồi, lúc trước hắn có thể cùng Lôi Thương Hải vật cổ tay. Đúng vậy, nếu như không phải hắn tiêu thời gian vào luyện dược, đoán chừng đã sớm đột phá chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong. Xung quanh không ít người lộ ra bộ dáng xem kịch vui, người một lời ta một câu, trên mặt đều là vẻ cười trên nỗi đau của người khác, trong mắt bọn họ, một bàn tay của thanh niên khôi ngô Trương Hạo liền có thể đập nát Tiêu Phàm. Nếu như bọn hắn biết Lôi Thương Hải trong miệng bọn hắn là chết ở trong tay Tiêu Phàm, lại không biết có ý nghĩ gì. Kiếm Hồng Trần, nhường nhịn một chút đi, ở chỗ này tốt nhất đừng nháo. Hề lão nhìn Tiêu Phàm nói một chút. Nghe thấy Hề lão nói, Trương Hạo lập tức không vui, sát khí nặng nề nói, lão già, ý ngươi là, hắn nhẫn, ta không bằng hắn đúng không? Đại thương đế triều đúng không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ta khuyên ngươi mở mắt, ta xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ, sợ không cẩn thận giết ngươi. Một chiến đế cảnh trung kỳ liền tư cách làm Tiêu Phàm động sát ý đều không có, giết hắn vẻn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Ha ha, Trương Hạo ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất, người đại ly không có gì lợi hại, bất quá khoác lác rất lợi hại. Chỉ bằng ngươi gầy trơ cả xương còn có thể có bao nhiêu lợi hại, đến đây, ra ra đứng ở nơi này, ngươi đánh ta đi. Oanh, lời nói chưa dứt thanh âm. Tiêu Phàm trực tiếp phung ra một bàn tay, thanh âm két két từ Trương Hạo truyền tới, lúc đám người lấy lại tinh thần đã không thấy thân ảnh Trương Hạo, nơi xa lờ mờ có một vệt sáng cấp tốc cực nhanh. Đám người ực ực nuốt vài ngụm nước miếng kinh hãi nhìn phía xa, chỉ thấy đạo lưu quang cuối cùng biến mất tại cuối chân trời, cũng không thấy bóng dáng. Trương Hạo bị một tát đánh bay, có người kinh hô ra, trong lòng bỗng nhiên rung động. Những người khác kinh hãi nhìn qua Tiêu Phàm. Nhất là những kẻ trước đó châm chọc Tiêu Phàm, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Trương Hạo là chiến đế cảnh lại bị hắn một cái tát không thấy tăm hơi, cái này cần bao nhiêu lực lượng, cho dù chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong cũng làm không được. Chẳng lẽ là chiến thánh cảnh? Đám người không dám tiếp tục nghĩ, Tiêu Phàm thực lực thật sự là quá kinh khủng, người này rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đắc tội hắn. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, tự nhủ, không nghĩ tới còn có người đưa ra loại yêu cầu biến thái này, bất quá ta có thể thỏa mãn hắn. Nghe nói như thế, đám người khóe miệng giật một cái, trong đầu của bọn họ không tự giác hồi tưởng lại Trương Hạo trước đó phách lối, khiêu khích Tiêu Phàm đánh hắn, nhưng mà trực tiếp bị Tiêu Phàm một bàn tay quất bay. Giờ phút này toàn trường một mảnh tĩnh mịch, không người mở miệng dám khiêu khích Tiêu Phàm, Trương Hạo chính là ví dụ tốt nhất. Bọn hắn đến nơi này chính là đi tham gia vạn thánh dược điển, không muốn vì miệng lưỡi chi tranh mà bỏ lỡ thịnh hội trọng đại như thế. Về phần Trương Hạo, đám người không cần nghĩ cũng biết, nhất định là không cách nào tham gia vạn thánh dược điển, Tiêu Phàm một tát này không phải hung mãnh bình thường. Rất nhiều người cũng rốt cục minh bạch câu nói kia của Tiêu Phàm trước đó là ý gì, ta xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ, sợ không cẩn thận giết ngươi. Trước đó bọn hắn khinh thường, nhưng mà Tiêu Phàm quả thật có nói lời này. Đều vây quanh làm cái gì? Là chuẩn bị nháo sự hay là thế nào? Lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, nơi xa mấy đạo bóng người đi tới, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Gặp qua sứ giả đại nhân. Đám người thấy thế vội vàng cung kính thi lễ, hướng về hai bên đi đến. Thần sắc Tiêu Phàm bất động, nhàn nhạt nhìn người tới, cầm đầu chính là Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm đối với bọn hắn thi triển chủng ma chi thuật, rất rõ ràng trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Sở Vân Bắc mấy người ánh mắt đảo qua toàn trường, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng, một là thân phận Sở Vân Bắc bọn hắn, hai thực lực Sở Vân Bắc bọn hắn cũng không phải người bình thường có thể địch. Toàn trường cũng liền hai người thần sắc như thường, chính là Tiêu Phàm cùng Hề Lão, Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Hề Lão một cái, hắn phát hiện. Bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Là các ngươi ở nơi này nháo sự. Sở Vân Bắc nhìn thấy ánh mắt đạm nhiên của Tiêu Phàm, chất vấn có chút khó chịu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn đang suy nghĩ không nên bại lộ thân phận, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Sở Vân Bắc không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng kể từ đó, Sở Vân Bắc cũng liền biết rõ mình là ai, vì đề phòng vạn nhất,
Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn không bại lộ bản thân. Không phải ta ở nơi này nháo sự, người nháo sự đã đi, không tin ngươi có thể hỏi một chút những người khác. Tiêu Phàm nói ra, có đúng không, Sở Vân Bắc lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía những người khác. Những người khác cúi đầu, cảm thụ đến một cô áp lực thật lớn, có người nơm nớp lo sợ nói ra, hồi bẩm sứ giả đại nhân, là như thế này. Trương Hạo bị Tiêu Phàm một cái tát bay, không phải liền là đi sao. Kiến thức đến thực lực Tiêu Phàm về sau, bọn hắn cũng không dám đắc tội Tiêu Phàm. Hừ, lần sau đừng cho ta xem ai nháo sự, bằng không có một tên tính một tên, tất cả đều vứt xuống thuyền. Sở Vân Bắc hừ lạnh một tiếng, liền hướng lấy bong thuyền đi đến. Lần này tới Nam vực bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, tâm tình của hắn vốn là không tốt, vừa vặn tìm mấy người phát tiết lửa giận trong lòng. Trong lòng hắn đang do dự, rốt cuộc là nên đem sự tình chủng ma chi thuật nói cho phụ thân hắn biết hay không. Chủng ma chi thuật quỷ dị hắn rất rõ ràng, nghe đồn vô luận cách bao xa đều có thể đưa người khác vào chỗ chết, nếu như bản thân thổ lộ ra sự tình Tu La Điện Chủ, bản thân hắn không thể bình yên vô sự. Sở Vân Bắc rất giàu dỉ, bốn người khác cũng rất giàu dỉ, bất quá bọn hắn đều lấy Sở Vân Bắc như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám tự tiện làm chủ. May mà ta biết rõ ý nghĩ bọn hắn, xem ra ta còn nên cho bọn hắn cái cấm chế mới được. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn phát hiện bản thân hắn có thời điểm quá mức nhân từ. Bây giờ hắn tiến về Sở gia là vì cứu phụ mẫu hắn, không thể xuất hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn, dù là giết Sở Vân Bắc cũng sẽ không tiếc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền lặng yên không một tiếng động trên người mấy người hạ mấy đạo cấm chế, chỉ cần bọn hắn nói ra một ít chữ, chính là ngày bọn hắn chết. Một ngày tiếp theo, người trên phi độ chiến thuyền ngược lại cũng yên tĩnh không ít, sau một ngày, người cửu đại đế triều rốt cục đến đủ. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, tu sĩ Nam vực tham gia vạn thánh dược điển có chừng 150 người. Bát vực khác tương đối mà nói so Nam vực mạnh hơn, nhưng nhân số tham gia vạn thánh dược điển luyện dược sư đoán chừng cũng kém không ít, tổng cộng phải có khoảng 1.500 người. Cũng đừng xem thường số lượng này, yếu nhất đều là thất phẩm luyện dược sư, thậm chí còn có không ít bát phẩm luyện dược sư, cỗ lực lượng này cộng lại không phải bất luận kẻ nào có thể khinh thường. Mặt khác, còn có các luyện dược sư thánh thành lớn, số lượng có lẽ không bằng đông đảo đế triều cửu vực nhưng chất lượng lại không phải tu sĩ cửu vực đế triều có thể so sánh, dù sao điều kiện thánh thành không phải tu sĩ cửu vực đế triều có thể so sánh. Lúc người đến đông đủ, phi độ chiến thuyền rốt cục lên đường. Hướng về thiên vực mau chóng bay đi. Thiên vực cùng Nam vực có một nửa địa vực tương giao, so với mấy vực khác ngược lại cũng coi là gần nhất. Tiêu Phàm, nơi này đi qua thiên vực, đoán chừng một tháng, nếu như cảm thấy buồn tẻ thì ngươi có thể tu luyện. Hề lão nói ra. Được. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Liên quan tới sự tình tu luyện, Tiêu Phàm ngược lại là có ý nghĩ. Thời gian một tháng hắn chuẩn bị tu luyện một cái chiến kỹ. Lần trước bốn chiêu chiến kỹ của Lô Chiến, Tiêu Phàm còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng biết rõ Lô Chiến là cố ý truyền thụ cho hắn. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, tứ đại kiếm chiêu rất cường đại, nhưng Tiêu Phàm không dám tùy tiện sử dụng, người có lòng rất dễ dàng căn cứ chiến kỹ nhận ra thân phận hắn. Cho nên cho tới nay, Tiêu Phàm cũng không cố ý đi lĩnh hội. Ngược lại là kiếm chiêu trước khi túy ông Lâm Trung giao cho hắn, Tiêu Phàm chuẩn bị hảo hảo trải nghiệm một chút. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Hề lão gọi lại, truyền âm nói, Tiêu Phàm, tại sao ta cảm giác ngươi đối với vạn thánh dược điển không cảm thấy hứng thú? Đã như vậy, ngươi làm gì lại muốn đặt mình vào nguy hiểm? Hề lão đã sớm muốn hỏi ra sự nghi ngờ này, một đường đi tới, Tiêu Phàm không có đề cập bất luận cái gì cùng vạn thánh dược điển có quan hệ. Thế nhưng Tiêu Phàm trước đó lại không chút do dự đáp ứng hắn. Theo Hề lão, Tiêu Phàm hẳn là hướng về phía vạn thánh dược điển đi, hiện tại hắn cảm thấy sự thật cũng không phải là như thế. Hề lão nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm đối với cái gọi là vạn thánh dược điển căn bản không có hứng thú, lần này hắn cũng không phải hướng về phía vạn thánh dược điển. Ta trước đó tại Vô Song Thánh Thành nghe người ta nói qua, hơn nữa ta không muốn cho bản thân áp lực quá lớn. Chính là đi xem một chút việc đời mà thôi. Tiêu Phàm cười nói. Hắn đã sớm từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc biết được tin tức liên quan tới vạn thánh dược điển,
tự nhiên không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện từ Hề lão nghe ngóng. Thì ra là thế. Hề lão nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Phàm, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm có chút không đúng, chỉ là chỗ nào không đúng, hắn lại nói không ra. Hề lão, vậy ta đi tu luyện. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền quay người hướng về khoang thuyền, thời gian một tháng hắn cũng không định lãng phí. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim trở lại trong khoang thuyền, Tiểu Kim ngã đầu liền ngủ mê mang, từ khi được đế thương truyền thừa, Tiểu Kim cơ hồ mỗi ngày đều là ngủ say. Nhìn Tiểu Kim một cái, Tiêu Phàm tâm thần liền đắm chìm trong không gian đan điền, cho đến bây giờ Tiêu Phàm còn không có rõ ràng không gian trong đan điền bản thân là cái gì. Trừ không có hồn hải cuồn cuộn gào thét, cái khác cơ hồ không có bất kỳ khác nhau, chủ yếu nhất là bạch thạch dù là bị phong ấn, xung quanh vẫn lượn lờ sương mù mờ mịt. Những sương mù này chính là nguồn suối lực lượng Tiêu Phàm, một dạng như hồn lực, hơn nữa bọn chúng có thể chậm rãi ngưng tụ tu la thần lực. Hiện tại Tiêu Phàm phong ấn bản thân, chứ có thể điều động những sương mù này, cơ hồ không có cái gì có thể điều động. Tỏa hồn châu, càn khôn định thiên đỉnh, bạch thạch, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch toàn bộ bị hắn phong ấn, thậm chí ngay cả u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn cũng giống như thế. Nếu như thi triển toàn bộ lực lượng mà nói, Tiêu Phàm tự tin, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng giết không chết hắn, chiến thánh cảnh hậu kỳ trở xuống thì chả sợ một ai. Đương nhiên, còn có một vật không bị Tiêu Phàm phong ấn, chính là vô tận chiến điển. Vô tận chiến điển kim quang sáng chói, như cùng một trang giấy mỏng lơ lửng tại bên trong không gian đan điền. Tiêu Phàm trong khoang thuyền bố trí mấy đạo hồn giới, tâm thần liền chìm vào không gian đan điền, dẫn ra vô tận chiến điển liền bắt đầu tu luyện. Trong đầu hắn hồi tưởng đến chiến kỹ trước kia tu luyện, bắt đầu chậm rãi loại bỏ. Cuối cùng khiến Tiêu Phàm thất vọng là hiện tại chiến kỹ hắn có thể tiếp tục sử dụng căn bản không nhiều. Đột phá chiến thánh cảnh, trừ tu la tam kiếm, bất hủ kiếm giới cùng điểm thương, chiến kỹ khác uy lực đã hết sức có hạn, tựa như sát phạt chi kiếm, phối hợp lực lượng ý chí cũng không tệ lắm, nhưng trước mặt lĩnh vực, lực sát thương sẽ giảm bớt đi nhiều. Đồng dạng, phổ tình nhất kích cũng như thế, tốc độ nếu như bị lĩnh vực hạn chế mà nói, cuối cùng chết có thể là ta. Tiêu Phàm bắt đầu chậm rãi suy tư. Những kiếm chiêu này đều là hắn lĩnh ngộ, Tiêu Phàm không có định vứt bỏ, dù sao, chỉ có chiến kỹ tự thân lĩnh ngộ mới là khắc sâu nhất. Chỉ là bởi vì lĩnh vực hạn chế, những chiến kỹ này lực sát thương yếu bớt mà thôi. Đương nhiên, cho dù uy lực rất mạnh, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng, những chiến kỹ này đều chỉ có Tiêu Phàm hắn biết, nếu như trước mặt người khác sử dụng, đây không phải chính là giấu đầu lòi đuôi sao? Phải chăng có thể dung hợp ưu thế sát phạt chi kiếm cùng vô tình nhất kích, lĩnh ngộ ra một kiếm? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với lực bản thân lĩnh ngộ thập phần tự tin, huống chi còn có vô tận chiến điển. Bên trong không gian đan điền, Tiêu Phàm dùng hồn lực ngưng tụ thành lần lượt từng bóng người, diễn hóa những cái hắn đã từng lĩnh ngộ chiến kỹ, nắm giữ năng lực linh hồn phân liệt, hơn người khác gấp đôi thời gian. Hắn tâm thần một phân thành hai. Đồng dạng tâm thần dung hợp chiến kỹ lĩnh ngộ trước đó, mà đổi thành một nửa tâm thần, lại đắm chìm trong một việc khác. Đột phá chiến thánh cảnh, hắn gặp phải một vấn đề, đế thương đề cập với hắn, thần tu cùng thể tu. Mặc dù bình thường chỉ có chiến thần cảnh mới có thể dùng ra, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác không phải như thế, chiến thánh cảnh mặc dù chỉ là một cái quá độ nhưng kỳ thật đã có thể lựa chọn một con đường đi. Chỉ có cơ sở vững chắc, đường tương lai mới có thể đi được càng xa. Tiêu Phàm một mực tin tưởng vững chắc đạo lý này. Thể tu, chủ tu chiến kỹ cùng công pháp, cường hóa nhục thân, cô đọng huyết mạch. Tiêu Phàm nắm giữ tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch, cơ sở liền không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như đổi lại là người bình thường, đoán chừng sẽ không chút do dự lựa chọn thể tu, bất quá Tiêu Phàm lại do dự. Bởi vì hắn có tiềm chất thần tu, chính là năng lực linh hồn phân liệt, liền đế thương đều hâm mộ. Làm sao có thể đơn giản đây? Vừa nghĩ tới bản thân linh hồn có thể phân liệt vô số, trong lòng Tiêu Phàm liền khá là kích động, cũng tỉ như hắn hiện tại, tâm thần có thể chia tầm 10 người, chỉ là hắn một mực không có cố ý đi làm mà thôi. Nếu như người khác nắm giữ như Tiêu Phàm, đoán chừng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thần tu, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm giàu gì. Lựa chọn thể tu, lãng phí thiên phú thần tu, đồng dạng lựa chọn thần tu. Lại lãng phí thiên phú thể tu,
nếu như cả hai đồng tu mà nói, Tiêu Phàm lại lo lắng chậm trễ quá nhiều thời gian. Trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là leo lên đỉnh phong, kỳ thật thể tu cùng thần tu cũng không mâu thuẫn, liền tựa như công pháp. Ta linh hồn phân liệt có hai, liền có thể tiết kiệm một nửa thời gian, chia ra làm bốn, liền chỉ cần tốn hao một phần tư thời gian người khác, dù là ta đồng tu, ưu thế cũng hết sức rõ ràng. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định. Đi qua một phen thiên nhân giao chiến, Tiêu Phàm đã ra quyết định, chính là thần thể song tu. Ta hiện tại tâm thần có thể phân liệt tầm 10 phần, có lẽ linh hồn cũng có thể phân liệt nhiều. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó chậm rãi chìm vào bên trong loại trạng thái tâm thần một phân thành hai. Chỉ cần một lần, hắn làm lại là tâm thần hai phân thành bốn, Tiêu Phàm biết rõ, quá trình này khẳng định không đơn giản, nhưng hắn cần là một cái thử nghiệm. Nắm giữ ưu thế tiên thiên mà không đi lợi dụng, về sau hối hận chính là bản thân. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không làm sự tình hối hận, nếu nắm giữ điều kiện tốt như vậy, không liều mạng đọ sức một cái thì thật xin lỗi bản thân. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền nhập định, thời gian cũng bắt đầu phi tốc trôi qua. Bên trong không gian đan điền, từng đạo thân ảnh hồn lực thoáng hiện, mỗi người trong tay đều dẫn theo một thanh kiếm, hoặc chém, hoặc đâm, mỗi một kiếm đều rất có lực sát thương, hơn nữa tốc độ kinh người. Chậm rãi, những thân ảnh hồn lực đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, vô tận chiến điển treo cao chân trời, lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Bên trong không gian đan điền biến hóa, toàn bộ in vào trên đó, từng đạo thân ảnh hồn lực vô luận biến hóa nhanh như thế nào, đều bị nó rõ ràng lạc ấn xuống. Theo thời gian đưa đẩy, thân ảnh hồn lực càng ngày càng ít, không biết qua bao lâu, tất cả thân ảnh hồn lực toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Hồng hộc, chỉ thấy một đạo thân ảnh hồn lực cuối cùng nhấc hồn lực chi kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm mang màu trắng phóng lên tận trời, kiếm mang màu trắng nhìn qua rất chậm, lại cho người ta một loại cảm giác nhanh đến cực hạn, hơn nữa tản ra khí tức vô địch sắc bén. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện tay đạo thân ảnh hồn lực hướng về trường kiếm tựa như căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như động tác kiếm kia không phải hắn. Một kiếm kia giống hệt thiên ngoại phi tiên, nhanh đến cực điểm, tựa như không tồn tại trên đời này. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng mở hai mắt, hai nửa tâm thần trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, trong con ngươi dường như có hai đạo kiếm mang chợt lóe lên. Sát phạt chi lực cùng tốc độ hòa làm một thể. Một kiếm không chứa thiên địa chi lực lại hơn hẳn thiên địa chi lực, trong nháy mắt nở rộ hơn hẳn vĩnh hằng, một kiếm này liền gọi là sát na phương hoa đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn hiện tại cũng rốt cục minh bạch thâm ý túy ông, chiến kỹ có thời điểm cũng không cần hồn lực nổi bật uy lực, bởi vì nó đã đủ mạnh. Hồn lực chỉ là một cái phụ trợ mà thôi, có hồn lực ra chỉ cố nhiên sẽ càng thêm cường đại, nhưng lực sát thương có thời điểm cũng không thuần túy. Liền tựa như trước kia Tiêu Phàm lĩnh ngộ hồng trần sát, nếu như ngay từ đầu chính là thuần túy kiếm chiêu, theo hắn trưởng thành, kiếm chiêu cũng có thể trưởng thành. Đáng tiếc, trước kia Tiêu Phàm cũng không có cố ý lĩnh ngộ quá nhiều, hoặc có lẽ là hắn căn bản không biết chiến kỹ còn dạng này, cho nên ngay từ đầu Tiêu Phàm liền dung hợp sát ý ở trong đó, về sau lại không thể không vứt bỏ. Có lẽ là ta quá câu chấp chiến kỹ. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hắn chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ năng lực linh hồn phân liệt, nhưng mà lúc này một đạo thanh âm vang lên. Hề lão, có chuyện gì sao? Tiêu Phàm mở khoang thuyền, lại phát hiện hề lão đứng ở cửa. Để phòng hề lão có chuyện tìm bản thân, Tiêu Phàm bố trí hồn giới có thể cách trở thanh âm người khác, nhưng thanh âm hề lão lại có thể xuyên thấu hồn giới cách trở. Người tu luyện cũng quá nhập thần, đến cổ tộc sở ra rồi. Hề lão cười tủm tỉm nói ra. Đến rồi, tiến vào thiên vực không phải một tháng sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ mới qua mấy ngày, chẳng lẽ một tháng đã qua? Đã gần qua một tháng rưỡi. Hề lão giải thích nói. Tiêu Phàm có chút im lặng, đã qua một tháng rưỡi. Hắn trong lòng không khỏi cảm khái, đột phá chiến thánh cảnh, thời gian giống như không có nhanh như vậy. Đi thôi, bằng không qua một lúc những người kia lại tìm chúng ta thì phiền phức. Hề lão vừa cười vừa nói, một chút cũng không sợ người khác tìm phiền toái. Tiêu Phàm gật đầu, mới đến, hắn cũng không muốn gây nên phiền phức không tất yếu, có thể im lặng vậy liền tận lực im lặng. Đi theo hề lão ra khỏi khoang thuyền, bong thuyền đã tụ tập không ít bóng người,
Tiêu Phàm đi đến bên cạnh lan can, đánh giá bốn phía. Nơi bọn hắn đứng là một mảnh quảng trường rộng lớn, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, nơi xa còn có mấy chiếc phi độ chiến thuyền, bên trên phi độ chiến thuyền liên tục có người đi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có sơn mạch, suối chảy thác tuôn, cổ thụ che trời, màu xanh biếc giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Chân trời tường vân lượn lờ chói lọi, có bạch hạc bay múa, lộng lẫy xa hoa, không biết còn tưởng rằng đi tới tiên cảnh. Chỗ gần cung điện khí thế hùng hồn, nhiếp nhân tâm phách, đã không biết tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt, trong không khí tràn ngập một loại khí tức riêng biệt, cho người ta một loại cảm giác xa xăm, cổ phác. Có thể xưng là cổ tộc, lịch sử Sở gia tuyệt đối vượt qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Nơi này thiên địa linh khí thập phần dày đặc, hít một hơi cũng làm người ta có loại cảm giác đắc đạo thăng tiên, nơi này giống như một mảnh tịnh thổ làm cho lòng người an bình. Quả nhiên không hổ là vạn năm cổ tộc, ta may mắn cũng đi qua thánh thành, nhưng cùng nơi này so sánh, nhất định chính là biên hoang thành nhỏ. Nếu như có thể một mực ở chỗ này tu luyện, coi như để cho ta sống ít đi mấy chục năm cũng nguyện ý. Nếu muốn ở chỗ này, có hai phương thức, một là được cổ tộc Sở gia tán thành, hai là trở thành con rể hoặc là tức phụ đệ tử Sở gia, bất quá theo ta thấy, hai điều kiện cũng rất khó. Chúng ta không phải đến tham gia vạn thánh dược điển à, thiên phú luyện dược có thể làm cho Sở gia tán thành vẫn có hy vọng rất lớn, về phần cưới đệ tử Sở gia, hoặc là gả cho đệ tử Sở gia, độ khó việc này rất lớn. Đám người nghị luận, tất cả đều bị mảnh tiên cảnh làm cho chấn kinh, bọn hắn đều đang nghĩ lấy cách như thế nào lưu lại. Trong lòng Tiêu Phàm cũng nổi lên một chút gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống, một đường đi tới còn có cái gì chưa thấy qua đây. So với Tiêu Thành, Yến Thành xem như phồn hoa, mà ở trước mặt Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nhưng lại tính là gì? Đồng dạng, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tại Ly Hỏa Đế Đô cùng Vô Song Thánh Thành phồn hoa không phải cũng là đất nghèo sao? Trước mắt cổ tộc Sở gia xác thực phồn hoa cường thịnh, vượt qua mấy cái cấp độ Vô Song Thánh Thành, nhưng trong thành chỉ cao cấp hơn đoán chừng cũng không tính là gì. Theo thực lực tăng lên, tầm mắt cũng sẽ càng ngày càng rộng lớn, tầm mắt Tiêu Phàm sớm đã không thấy cực hạn tại nơi này. Đương nhiên, đi tới nơi này cũng có thể có một chỗ tốt, chính là cùng thiên tài chân chính giao phong, người chỉ có bên trong ma luyện mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hề lão nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, cười hỏi, người cảm thấy nơi này như thế nào? Không tồi. Tiêu Phàm thành thật trả lời, hai chữ đã coi như là Tiêu Phàm đối với nơi này đánh giá rất cao. Không tồi, nơi này vẻn vẹn không tồi à? Ngươi thật đúng là có thể giả bộ, không biết thật đúng là cho là ngươi gặp việc đời quá nhiều. Một đạo thanh âm châm chọc vang lên. Mở miệng là bạch bào thanh niên bên cạnh Sở Vân Bắc, thân làm đệ tử Sở gia, nơi này chính là thứ khiến bọn hắn kiêu ngạo, mà Tiêu Phàm đánh giá lại vẻn vẹn chỉ là một cái không tồi mà thôi, cái này tự nhiên làm bọn hắn nghe có chút chói tai. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đối với những người cao ngạo này, hắn đã sớm quen thuộc. Lúc trước đi đến Vô Song Thánh Thành không phải cũng là bị chịu không ít đối xử lạnh nhạt sao? Tại Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm chưa bao giờ sợ qua ai, bây giờ đến nơi này hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, chỉ là không cần thiết cùng những người này tranh chấp mà thôi. Làm sao, không dám nói chuyện, người trẻ tuổi đi tới nơi này, tốt nhất đem con mắt sáng lên một chút, đừng không cẩn thận mà mất mạng. Bạch bào thanh niên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, rất có mấy phần ý uy hiếp. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy lời hắn, cũng không phải Tiêu Phàm sợ hắn, mà là hắn rất rõ ràng mục tiêu tự mình tiến tới nơi này, cũng không phải là vì cùng những người này phân cao thấp, mà là cứu cha mẹ mình. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, bạch bào thanh niên càng tức giận, vừa mới chuẩn bị giáo huấn Tiêu Phàm một trận, lúc này Sở Vân Bắc đột nhiên mở miệng nói, bỏ đi, không cần thiết cùng bọn hắn chí khí, đừng làm mất thân phận. Nhị thiếu giáo huấn đúng. Bạch bào thanh niên vội vàng cung kính nói, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái. Những người khác cười trên nỗi đau nhìn Tiêu Phàm, nhìn thấy liền dàn xếp ổn thỏa như thế rất có mấy phần mất mát, nhất là người đại thương đế triều. Bọn hắn còn nhớ kỹ Tiêu Phàm một cái tát bay Trương Hạo, nếu Tiêu Phàm có thể trên tay Sở gia ăn chút thiệt thòi, đó là chuyện không thể tốt hơn. Sở Văn, người mang bọn hắn đi khảo hạch một cái, thông qua lưu lại, không thông qua sẽ đưa đi làm dược nô. Sở Vân Bắc thản nhiên nói, dư quang quét Tiêu Phàm một cái.
Nghe vậy, những người khác nhao nhao biến sắc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bọn hắn hiển nhiên cũng rõ ràng quy củ tiềm ẩn, bất quá có thể đi tới nơi này, bọn hắn dù sao cũng hơi tự tin. Vâng, nhị thiếu. Bạch bào thanh niên cung kính gật đầu, sau đó nâng đầu nhìn đám người nam vực nói, tất cả đi theo ta. Dứt lời, bạch bào thanh niên liền mang bọn hắn hướng một tòa cung điện gần nhất đi, tu sĩ nam vực tự nhiên không chút do dự cùng đi lên. Trong mắt rất nhiều người lóe qua một tia cực nóng cùng chờ mong, có thể đi tới nơi này, bọn hắn tự nhiên nắm giữ tư cách tham gia vạn thánh dược điển, chỉ là trình độ có cao thấp mà thôi. Tiêu Phàm, không cần khẩn trương, ta tin tưởng ngươi năng lực thông qua khảo hạch là không có vấn đề, đương nhiên, ngươi cũng không cần bại lộ át chủ bài bản thân, chỉ cần có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược coi như thông qua khảo hạch. Hề lão truyền âm cho Tiêu Phàm nói, sợ Tiêu Phàm không hiểu. Hề lão, ngươi nhìn ta giống khẩn trương sao? Tiêu Phàm mỉm cười, sắc mặt như thường, căn bản không có bất kỳ cái gì ba động. Xem ra là ta lo lắng nhiều, chúng ta không thể đi vào, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hề lão khẽ mỉm cười nói. Đối với Tiêu Phàm hắn cực kỳ tự tin, lúc trước Tiêu Phàm liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược, bây giờ đột phá chiến thánh cảnh, như thế nào cũng có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Lấy tuổi Tiêu Phàm. Nếu như có thể luyện chế ra bát phẩm, tuyệt đối coi là thiên tài hiếm có, đến lúc đó nhất định sẽ được sở ra bồi dưỡng. Tiểu Kim, người đợi bên cạnh Hề lão. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, thấp giọng nói. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện thập phần rộng rãi, chỉ ít dung nạp hoàn toàn đầy đủ 150 người nam vực. Tất cả mọi người xếp thành hàng, 10 người một tổ, nhanh lên một chút. Các quan chấm thi thời gian đang gấp. Bạch bào thanh niên Sở Văn đầu tiên là cùng những giám khảo chào hỏi, sau đó lạnh lùng liếc nhìn lấy đám người nam vực nói. Nghe được Sở Văn nói, tu sĩ nam vực tham gia khảo hạch rất nhanh liền hoàn tất phân tổ, tổng cộng chia làm 16 tổ, bất quá thập phần quỷ dị là có một tổ vô cùng dễ thấy. Chính là Tiêu Phàm một tổ, bởi vì tổ này chỉ có hắn một người. Nam vực hết thảy có 151 người. 10 người một tổ, đúng lúc thừa ra một người, cũng có lẽ là bởi vì trước đó Tiêu Phàm biểu hiện thập phần cường thế, người đế triều khác cố ý tránh hắn. Cảm thụ được đám người ánh mắt quái dị, Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi rất không được ưa thích a. Sở Văn cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, vừa rồi hắn liền nhìn Tiêu Phàm khó chịu, hiện tại tự nhiên không dự định buông tha Tiêu Phàm. Thì sao? Tiêu Phàm thập phần bình thản mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, người cách nhau khá gần vội vàng lại lui ra phía sau mấy bước, sợ bị Sở Văn hiểu lầm bọn họ là cùng Tiêu Phàm một đám. Còn rất ngang đúng không? Sở Văn thập phần khó chịu thái độ Tiêu Phàm, nếu như không phải nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn đã sớm ra tay đánh nhau. Một người trẻ tuổi biên hoang nhiều lần khiêu khích hắn, Sở Văn đã sớm chịu đựng đủ. Sau đó nhìn về phía mấy vị kia giám khảo nói, mấy vị, ta xem một người cũng không tất yếu khảo hạch, đến thời điểm chậm trễ thời gian các ngươi cảm thấy thế nào? Sở Văn công tử nói cái gì chính là cái đó. Lão Phu cũng cảm thấy vậy, chúng ta lãng phí thời gian thì không sao, chỉ sợ lãng phí thời gian nhị thiếu. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ta xem khảo hạch thông qua cũng chỉ như thế. Mấy vị giám khảo ngươi một lời ta một câu phụ họa nói, bọn hắn tự nhiên nhận biết Sở Văn là người Sở Vân Bắc, nếu như đắc tội Sở Văn, vậy thì tương đương với đắc tội Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc là nhi tử gia chủ Sở gia, đâu phải người tiểu nhân vật bọn hắn có thể đắc tội. Sở Văn nghe vậy, trên mặt đều là tiếu dung, loại cảm thụ được người vuốt mông ngựa làm hắn cảm thấy thập phần hưởng thụ. Sau đó một mặt cao ngạo nhìn Tiêu Phàm nói, người trẻ tuổi. Người vận khí tốt, Sở gia ta còn thiếu khuyết mấy dược nô, cơ hội này ngươi cố mà trân quý, có lẽ tương lai có thể được một vị luyện dược sư gia tộc ta nào đó coi trọng thu làm đồ đệ cũng không nhất định. Còn người Tiêu Phàm chỗ sâu lóe qua một tia lệ quang lạnh như băng nhìn Sở Văn cảm thụ đến một cỗ sát ý đáng sợ, thân hình không khỏi rút lui mấy bước. Cái ánh mắt kia thực sự quá là đáng sợ, những người khác kinh ngạc nhìn Sở Văn, không biết vì sao. Bất quá vẻ hoảng sợ trên mặt Sở Văn bọn hắn lại nhìn thấy, Sở Văn sợ hãi người này. Làm sao có thể, người này cho dù là mạnh,
chẳng lẽ so với Sở Văn còn mạnh hơn? Sở Văn đột nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt khó xử vô cùng, bản thân lại bị một ánh mắt dọa lùi mấy bước, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phải biết, hắn là chiến thánh cảnh, mà Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ đế triều nho nhỏ mà thôi, nếu như việc này bị truyền ra ngoài, hắn về sau còn thế nào tại cổ thành lăn lộn? Trong cổ thành, có thể làm cho hắn quỳ xuống rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải người trẻ tuổi đến từ bên ngoài, tuyệt đối không phải. Ngươi tự tìm cái chết. Sở Văn gầm thét một tiếng, một cỗ khí thế ngút trời hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trước mặt nhiều người như vậy bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt dọa lùi, hắn vô luận như thế nào đều muốn đòi lại mặt mũi. Khí thế hung mãnh phóng tới Tiêu Phàm, giống như đại dương đem Tiêu Phàm che đậy ở trong đó, chiến thánh cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Những người khác thấy thế vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên đứng ở đó, mặc cho khí thế kia trùng kích, hắn lại giống như cây tùng già vạn năm, bất động mảy may. Sau một khắc, một cỗ cường đại ý niệm xông vào não hải Tiêu Phàm, muốn hủy ý thức Tiêu Phàm. Linh hồn công kích, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tiểu tử này thật đúng là không phải âm hiểm bình thường, đáng tiếc, linh hồn công kích bậc này đối với Tiêu Phàm mà nói còn không bằng củ lét. Hắn bây giờ cường độ linh hồn không thể yếu hơn chiến thánh cảnh đỉnh phong, một người trẻ tuổi chiến thánh sơ kỳ làm sao có thể làm hắn bị thương. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại cũng không có dự định giết hắn, nếu như nơi này không phải ở không gian bí cảnh, Tiêu Phàm ngược lại cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng nơi này là không gian bí cảnh cổ tộc sở ra, đắc tội một ít người, hắn muốn trốn đều có chút độ khó. Đương nhiên, Tiêu Phàm không dám giết hắn. Nhưng lại không có nghĩa là không thể trừng phạt hắn, vô luận tới chỗ nào, đều là cường giả vi tôn, chỉ cần bản thân biểu hiện ra đầy đủ thực lực, đều sẽ được đầy đủ tôn trọng, đây là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Quỳ xuống cho ta, Sở Văn đột nhiên tiến lên một bước, linh hồn cường độ đột nhiên bạo tăng gấp đôi, trợn mắt nhìn, mắt như chuông đồng. Vừa nãy đạo công kích linh hồn kia, hắn vốn cho là có thể đánh giết Tiêu Phàm, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm bất vi sở động. Cho nên hắn dứt khoát cũng không giữ lại thực lực. Đáng tiếc, hắn linh hồn công kích dù cường đại như thế nào, xông vào trong đầu Tiêu Phàm vẫn như cũ như trâu đất xuống biển, căn bản không có bất kỳ cái gì ba động. Để cho ta quỳ xuống, ngươi tính thứ gì? Con người Tiêu Phàm càng ngày càng băng lạnh, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Phàm cũng chỉ quỳ qua túy ông đã chết một lần, những người khác hắn còn chưa bao giờ quỳ. Đường đường tu la điện chủ. Trên đời này người sống sót trừ phụ mẫu, có ai đáng giá hắn quỳ xuống? Ta tính là gì, ta sẽ để ngươi minh bạch ta là gì, ở chỗ này là long ngươi cũng phải cuộn lại, là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Sở Văn vẫn như cũ một mặt cao cao tại thượng. Bị một kẻ từ bên ngoài đến liên tục vũ nhục, hắn lửa giận cũng rốt cục bộc phát ra. Ta nói, quỳ xuống cho ta. Sở Văn lần nữa gầm thét một tiếng. Khuôn mặt có chút dữ tợn, muốn lấy lại danh dự, hắn nhất định phải để Tiêu Phàm quỳ xuống. Quỳ xuống cho ta, Tiêu Phàm cũng động lửa giận, đồng dạng gầm lên một tiếng, cùng lúc đó, một cỗ ý niệm bàng bạc trong nháy mắt chui vào trong đầu Sở Văn. Trong nháy mắt đó, Sở Văn chỉ cảm thấy đầu bị một đạo lôi điện đánh trúng, ý thức có chút ngơ ngơ ngác ngác, thân thể cũng không ngừng sai sử. Đám người mắt trợn tròn, tiểu tử này chẳng lẽ đầu óc có bệnh? Hắn cũng dám bắt Sở ra người quỳ xuống, đây không phải muốn chết sao? Phù phù, nhưng mà làm bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn là, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, Sở Văn hai chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Làm sao có thể, đám người kinh hô mà ra, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Sở Văn là chiến thánh cảnh, hơn nữa còn là người Sở ra, vậy mà thực quỳ xuống trước mặt Tiêu Phàm. Phải biết. Cái này mất cũng không chỉ là mặt mũi Sở Văn, còn có mặt mũi cổ tộc Sở gia. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn cho tới bây giờ đều không phải nhẫn nhục chịu đựng, nếu như nơi này không phải không gian bí cảnh Sở gia, Sở Văn khả năng liền không chỉ là quỳ xuống đơn giản như vậy, đoán chừng đã sớm chết. Giết Sở Văn, kỳ thật chỉ là một việc thập phần đơn giản, dù sao Sở Văn là bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện giết hắn. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là không định bại lộ thân phận bản thân, hơn nữa hắn cũng không muốn giết Sở Văn, giết hắn cùng nhục hắn là có bản chất khác biệt. Nhục nhã hắn, tối đa cũng là gây thêm mấy tên địch nhân mà thôi,
nhưng giết hắn, khả năng cũng sẽ bị Sở Gia xem như địch nhân. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết rõ, bên trong không gian bí cảnh này cũng không phải đều là người Sở Gia, chỉ là Sở Gia đối với mảnh bí cảnh này nắm giữ năng lực trưởng khống tuyệt đối mà thôi. Kỳ thật nghĩ một thứ liền rất rõ ràng, nếu như không có tu sĩ khác, Sở Gia làm thế nào để nổi bật cao thượng đây? Người trẻ tuổi, người dám để Sở Văn công tử quỳ xuống, người muốn chết sao? Đột nhiên, một tên trong mấy giám khảo đối diện gầm thét một tiếng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.